chuỗi hạt pearls và đồng hồ Rolex. Đến với tiệm vàng Mali, quý khách sẽ được giá rẻ đặc biệt bất ngờ và nhiều quà tặng hấp dẫn. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại tiệm vàng Mali. Xin thưa quý khách cần chi, đồng hồ Rolex, vàng y sắm dồn. Xin mời quý vị tới tiệm vàng Mali. Tiệm vàng Mali đã được sự tín nhiệm của cộng đồng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Với sự ủng hộ của quý khách hàng và các anh chị em nghệ sĩ yêu mến đã thường xuyên đến với tiệm vàng Mali. Muốn có một sắc đẹp sang trọng quý phái lộng lẫy, xin mời quý vị đến với tiệm vàng Mali. Điện thoại 714-903-8821, 714-903-8821. Đức Tiến xin được kính chào tất cả quý vị và chào mừng quý vị đang đến với chương trình Mali Diamond Show được phát hình trực tiếp trên hệ thống của đài truyền hình VNA TV tại miền Nam California, tại San Jose cũng như tại Houston, Texas và cũng như Galaxy 19 đến với toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Một lần nữa xin được chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình của chúng tôi. Chương trình Mali Diamond Show đến cùng tất cả quý vị vào mỗi thứ ba hàng tuần với khung giờ thân quen từ 1:30 đến 3 giờ chiều. Mỗi thứ ba hàng tuần từ 1:30 đến 3 giờ chiều giờ California. Và quý vị cũng đang xem trên các hệ thống của chúng tôi từ Facebook cũng như là trên YouTube và cũng như trên trang web của đài truyền hình. Quý vị có thể vào Facebook ngay từ bây giờ hoặc có thể vào YouTube. Chúng ta gọi chữ là Mali Diamond Show. Mali Diamond Show là có thể xem được. Ngoài ra quý vị cũng có thể xem trên trang web của đài bằng cách chúng ta vào trang web là www.vnatv573.com. vnatv573.com là xem được tất cả các chương trình chúng tôi từ bây giờ cho đến 3 giờ chiều hoặc là sau 3 giờ chúng ta vào YouTube xem lại cũng có. Và các số phone đang có trên màn hình đó là 714-622-9573, 714-622-9573 cũng như là 714-903-8821. Tiệm vàng Mali mở cửa các ngày trong tuần từ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Tiệm nghỉ ngày thứ hai mở cửa từ 12 giờ rưỡi trưa cho đến tối. Nếu quý vị nào đi làm việc đai trễ có thể gọi cho chị Mali để lấy một cái hẹn riêng cho tất cả quý vị để quý vị có thể đến mua đồ và mua hàng. Đặc biệt là chúng ta biết thì trong tất cả những cái lần lên show này cùng với chị Mali và Đức Tiến thì cũng chia sẻ với quý vị là trong mỗi một show thì chúng tôi chỉ có khoảng là 30 món hàng mà thôi để chia sẻ cùng mọi người. Và đêm qua thì Tiến có check Facebook thì thấy là nhận được rất nhiều những tin nhắn của quý vị, nó vào trong cái mục order là một tin nhắn khác hỏi rất là nhiều về mua hộp sòn rồi liên hệ làm thế nào, gửi đồ ra làm sao vân vân. Thì quý vị nào có quan tâm đến hộp sòn thì chúng tôi đã có số phone trên màn hình. Quý vị cứ gọi trực tiếp về cho chị Mali để chị Mali biết là quý vị ở đâu, gửi hàng cho quý vị và cách mua hàng như thế nào thì cứ gọi vào chị Mali, chứ quý vị hỏi Đức Tiến thì Đức Tiến cũng không có thể trả lời trực tiếp cho quý vị được. Nên là xin cứ hỏi trực tiếp bằng cách là gọi về số phone đang có trên màn hình. Ngoài ra thì trong tiệm vàng Mali không chỉ có bán vàng không, không chỉ có bán hộp sòn không mà còn bán thêm rất nhiều các đồ nữ trang khác như là từ nhẫn nè, bông tai nè, dây đi chuyền nè, rồi kiềng tai nè, lắc tai nè, mặt dây chuyền nè, mặt tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, mặt tượng Đức Mẹ, tượng Chúa Giêsu, tượng Thánh Giá, rồi những cái bộ chuỗi perm và cũng như hộp xoàn. Và đặc biệt là tiệm vàng Mali có mua bán, trao đổi và ký gửi các đồng hồ Rolex, thưa quý vị nha, đồng hồ Rolex tại tiệm vàng Mali. Và cũng như là chia sẻ trong nhiều những show qua thì khi quý vị mua bất cứ mặt hàng nào tại tiệm vàng Mali thì quý vị cần tiền, kẹt tiền, muốn có tiền thì mang bán là có tiền, mang bán là được nha. Nên là chứ không phải giống như khi một số những cái hộp xoàn mà nếu quý vị mua ở Mỹ á, mua trong tiệm Mỹ, thưa quý vị, hộp xoàn mà mua trong tiệm Mỹ thì không biết là có cho bán lại hay không thì không biết, nhưng mà gần hầu như là không có cho bán lại. Đức Tiến đã từng đi hỏi rồi, trong tiệm Mỹ thì người ta chỉ bán chứ người ta không có mua lại, thưa quý vị. Và nếu có chăng thì người ta cho mình trade in up, ví dụ như là mình mua cái hộp sòn nó 7.000 nhưng mà muốn trade up nó 10.000, bù thêm 3.000 mua cái mới. Dạ vâng, bây giờ mời quý vị đến một vài thông tin bảo trợ của chúng tôi. Khu Lido Sài Gòn mời quý vị viếng thăm tiệm vàng Mali trong khu thương xá Phước Lộc Thọ, cửa trước đi vào căn thứ hai nằm bên tay phải. Tiệm vàng Mali có bát đủ các loại hộp sòn, cẩm thạch, vàng chuỗi hạt pearls và đồng hồ Rolex. Đến với tiệm vàng Mali, quý khách sẽ được giá rẻ đặc biệt bất ngờ và nhiều quà tặng hấp dẫn. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại tiệm vàng Mali. Xin thưa quý khách cần chi, đồng hồ Rolex, vàng y sắm dồn. Xin mời quý vị tới tiệm vàng Mali. Tiệm vàng Mali đã được sự tín nhiệm của cộng đồng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Với sự ủng hộ của quý khách hàng và các anh chị em nghệ sĩ yêu mến đã thường xuyên đến với tiệm vàng Mali. Muốn có một sắc đẹp sang trọng quý phái lộng lẫy, xin mời quý vị đến với tiệm vàng Mali.
điện thoại 714-903-8821, 714-903-8821. Miley xin trân trọng kính chào quý khách xa gần, khắp nơi trên thế giới về. Thì chị Miley cũng vừa mới đến với chúng ta, lần nữa xin kính chào quý vị và gọi là chào đến chị Miley. Chào Đức Tiến, trước hết thì cho Miley xin hân hoan chào đón quý anh chị cô bác khắp nơi trên toàn nước Mỹ đang xem chương trình Miley Diamond Show. Kính chúc cho quý vị có một tuần mới nhiều an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nếu mà những ai chưa mua hàng thì chưa có những cái món quà của tiệm vàng Miley, có nhiều chị gọi vào đó Đức Tiến. Than phiền nói em gọi nhiều lần nhưng mà em chưa mua được lần nào hết. Thì kiên nhẫn dùm cho Miley, là bởi vì đây là chương trình quảng cáo, mỗi thứ có một món mà thôi. Nếu mà tranh thủ quý vị nào chưa mua được thì quý vị nhanh tay chút xíu, rồi có những chị mà chậm tay thì không mua kịp, lý do là tại vì quý chị xem đi xem lại rồi không gửi thẻ kịp. Cái đường like thứ ba đó là đường like thì gửi thẻ, đó là 7146535207, là bởi vì nếu mà quý chị nào đang đi làm hoặc là đang làm nail không có thời gian thì quý chị thích những cái món nào mà mình cảm thấy mình thích thì mình gửi thẻ qua ngay like thứ ba để cho quý vị mua kịp. Và nếu mà tham khảo, nếu mà quý vị sợ mà không có chắc ăn, không có chấp ăn thì cứ gọi ngay cho anh Minh qua số điện thoại là 714-903-8821 để tham khảo nha. Rồi, ngay bây giờ chúng ta đến với món số 1 đầu tiên. Đó là một cái mặt dây chuyền nặng 1.6 gram vàng trắng. Ồ, quên rồi Đức Tiến, ngày hôm nay vàng lên chút vuốt, tự nhiên xuống 1.6 rồi lên 1.6 20. Rồi bây giờ bữa nay là 1.6 60. Vàng 4 số 9 là bữa nay là sắp xỉ 1.000 2.000 đó quý vị. Nhưng mà cái giá tiền này là em biết là cái giá tiền này là chị vẫn tính cái ngày thứ chủ nhật, là bởi vì khi mà mình quay xong đó Đức Tiến, mình chủ nhật rồi thứ hai mình lại làm giá xong xuôi hết, là ngày thứ ba mình chuẩn bị lên đài, thì cái ngày hôm ba, ngày thứ ba là sáng ngày hôm nay mới lên lên 2.000. Coi như bây giờ mua là lời á. Lời, bởi vì cái này là chị ra tính tiền ngày chủ nhật, là mình tính tiền cái thứ sáu, thường thường thứ sáu thứ bảy chủ nhật là cùng một giá đó Đức Tiến, để bắt đầu vào tuần mới thì cái stock nó lên. Đúng rồi. Vào tuần mới hôm thì cái stock nó lên. Thị trường chứng khoán cũng lên. Đó, thành thử ra nếu mà những ai mà mua ngày hôm nay thì hên nha quý vị, nhưng mà không biết, không chắc là lên nữa hay là xuống. Nhưng mà ngày hôm nay là quý vị vẫn mua được cái giá cũ, thay vì bữa nay 65 đồng gram nhưng mà Miley Tiến có 60 đồng gram trong cái ngày thứ sáu vừa qua. Thì cái mặt dây chuyền nặng 1.6 gram vàng trắng, cái vỏ này vỏ vuông nhưng mà mình làm, mình thiết kế lại, mình sắp xéo giống như là một cái ngôi sao bốn cánh. Rất là đẹp. Cái móc cũng là hộp xoàn luôn quý vị, thì gồm có 18 viên hộp xoàn 1 ly 3 cho tới 1 ly 6 nha quý vị. Ở trên cái móc là 1 ly 3, ở dưới cái mặt dây chuyền ôm gọn cái hộp xoàn 5 ly 1 với nước ép VS1. 5 ly nước ép VS1 đang sale 1.350, 5 ly 1 là 1.450 quý vị. Nhưng ngày hôm nay trong chương trình Miley Diamond Show, 5 ly 1 nước ép VS1 đi thẳng vô tiệm mua là 1.150 đồng. Nhưng mà trên chương trình này quý vị mua cái giá mà phải nói là không thể tưởng tượng được. Đi vô tiệm mua 1.150, cái vỏ này ở trong tiệm vàng bán 350 đồng, là 1.500. Nhưng mà trong chương trình này mình tính cái hộp xoàn 5 ly 1 nước FVS1 có 1.050, và cái vỏ 350 là 1.400. Ngày hôm nay mua nhiêu chú Tiến? Ngày hôm nay quý vị mua được 50% off thưa quý vị. Giá sale chỉ còn là 700 đồng cho cái mặt dây chuyền số 1. Chỉ này có 700 thôi. Lỗ chổng mông luôn. Cái hộp không là đã không mua được luôn. 5 ly 1 nước ép VS1 nha quý vị. Bây giờ số phone để quý vị gọi về ngay nha. 714-622-9573 hoặc gọi về anh Minh 714-903-8821. Xin đọc lại, số 1 là mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này nặng 1.6 gram vàng trắng, có 18 viên hộp xoàn 1 ly 3 cho tới 1 ly 6. Hộp xoàn lớn ở giữa là 5 ly 1 nước ép VS1. Giá tiền là 1.400 đồng. Và bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn có là 700 đồng. Cho mặt dây chuyền số 1 nước ép VS1 5 ly 1 cái mặt dây chuyền, không là quý vị cũng mua 350 đồng rồi. Cái này coi như là cái hộp 5 ly 1 nước FVS1 còn có 350 thôi. Tiệm vàng Miley đang mở cửa chào đón quý vị. Những ai mà đang lái xe trên đường phố Bô Sa, đang đi chợ hoặc là quý vị đang đi đâu đó, tiệm vàng Miley anh Minh đang chào đón quý vị cái món số 1 700 đồng. Qua số điện thoại của Đức Tiến gọi vào là 714-622-9573. Miley cũng xin lỗi trước, ai tới trước gọi trước, gửi thẻ trước. Chúng tôi phục vụ trước. Có nhiều chị nói tôi ở Cali mà tôi chạy tới,
mua không kịp, lý do là tại vì đúng người ta ở tiểu bang khác, ở tiểu bang khác gửi thẻ trước, Miley vẫn nhận trước. Nhưng Miley cũng thông báo trước là xin lỗi trước quý vị nha. Có những người gọi rồi để đó rồi không có trả lời, rồi tới khi Miley bán lại gọi lại la làng là bởi vì quý vị không gửi thẻ trước. Quý chị không có gửi thẻ trước để đặt cọc, nhưng mà tuy nhiên ai gửi, ai gọi trước hoặc là ai gửi thẻ trước, Miley phục vụ trước. Dạ. Rồi số 1 1.400 đồng là sale 700 đồng với món số 1. Rồi tiếp theo là cái mặt dây chuyền số 2 nặng 4.8 gram vàng trắng, gồm có 12 viên hộp xoàng 2 ly rưỡi và cái hộp bự ở chính giữa là 4 ly rưỡi. 12 viên hộp xoàng 2 ly rưỡi và 4 viên hộp xoàng baguette 5 ly. À, thấy 5 ly mình đang confused. 5 ly phần ở chính giữa đó, cái hộp ở trong đó, ở trong là nhẫn chìm đó quý vị, là hộp xoàng 6 ly nước EVS1. Giá tiền 6 ly nước EVS1 tiệm vàng Miley cũng đang sale 3.900 thay vì là 4.500. Nhưng mà 6 ly hộp xoàng tiệm vàng Miley đang sale nước 6 ly nước EVS1 là sale 3.900. Nếu mà là nước EVS1 á là tiệm vàng Miley vẫn bán là 3.000, nhưng mà trong chương trình này mình tính có 2.500 thôi. 2.500 với cái 6 ly nước EVS1, cái mặt dây chuyền tròn kiểu donut. Cái kiểu này rất là đẹp mà lạ nữa quý vị. Cái này rất là bự nha, chứ không có nhỏ. Cái này những ai mà đã từng mua cái dây hộp xoàng đó thì quý vị, Miley làm cái móc quá to để cho quý vị, những ai mà không thích không thích dài, đây là cái tròn nhưng mà to rất là đẹp. Nếu mà quý vị nào có một cái sợi dây chuyền mà cái kiểu tròn mà kiểu cái Italy á, cả lượng vàng đó khoảng 40 gram vẫn đeo cái mặt dây chuyền này được. Cái này to mà rất là đẹp, cái này lạ lắm. Cái kiểu donut ở bên trong nó gồm có 12 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi đó, cái vòng ở ngoài đó quý vị. Thì cái hộp nhẫn chìm ở trong đó, nhẫn chìm nó channel, nhẫn chìm vô trong luôn, không có sợ vướng bận gì hết. Đó là cái hộp xoàn 6 ly nước EVS1. Còn cái mặt dây chuyền ở trên đó là cái ngay cái móc quý vị đó, là nó có 4 viên hộp xoàn baguette 5 ly. Cái mặt rất là xinh cho cái kiểu donut. 6 ly nước EVS giá tiền là 3.450 đồng, tức là 3.000 đồng VS1 trong tiệm vàng Miley. Nhưng mà trong chương trình này anh Minh vẫn tính coi như là sale 2.500, cái vỏ 950 nữa là nhiêu chú Tiến? 3.450. Ngày hôm nay sale nhiêu? Ngày hôm nay giá của nó là 3.450 đồng. Bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 1.850 đồng cho mặt dây chuyền số 2. Quý vị nhanh tay gọi về chúng tôi, các số phone đang có trên màn hình là 7146229573 cũng như là 7149038821. Đây là mặt dây chuyền số 2, xin đọc lại cùng quý vị. Về vàng là nặng 4.8 gram vàng trắng, có 12 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi, 4 viên hộp xoàn 3 ghét 5 ly và đặc biệt là một viên hộp xoàn lớn ở giữa là 6 ly nước FVS. Giá tiền của mặt dây chuyền số 2 là 3.450 đồng và bây giờ sale chỉ còn là 1.850 đồng cho mặt dây chuyền số 2. Chi tiết các số phone chúng tôi xin mời quý vị gọi về, hoặc là ai muốn gọi về anh Minh để mà đặt cọc một số tiền để giữ cho quý vị cái món hàng này thì gọi về số thứ 2, số điện thoại của anh Minh là 7149038821, 7149038821. Nếu mà quý vị nào sợ mua không kịp thì quý vị cứ gửi thẻ qua ngay line thứ 3 luôn, đó là 7146535207. Rồi quý vị gọi lại cho anh Minh để tham khảo. Nếu mà mình sợ mua không kịp thì mình cứ gửi thẻ thẳng qua line thứ 3. Tiệm vàng Miley có nhận Visa, Mastercard, American Express, Discover, everything. Thẻ nào có tiền là Miley đều nhận hết. Trả đủ luôn. Nhưng mà Miley cũng thông báo cùng quý anh chị ở khắp nơi ngoài tiểu bang California, quý vị khi mà quý vị trả thẻ được miễn thuế, sướng chưa? Được mua đồ sale nữa, giá rẻ, rồi được miễn thuế luôn. Đó, sướng chưa? Quý vị rất là sướng hơn chị em chúng tôi ở California. Nếu mà ở California tới tiệm vàng Miley trả tiền mặt, trả thẻ vẫn phải trả thuế nghe quý vị. Ngoài tiểu bang California quý vị được miễn thuế, sướng quá. Mua đồ rẻ mà đồ đẹp ở đâu có. Đúng rồi. Khi mà mình đi vô trong tiệm Mỹ nước tiếng, mua cái mặt này ít nhất là 3.000 mấy trở lên, 3.500 trở lên, là bởi vì người Mỹ họ đâu có bán rẻ được. Họ mướn rất nhiều nhân viên rồi tiền bằng. Rồi tiền nhà nhiều, rồi còn manager nữa, thấy không? Nó rất là nhiều chi phí phải trả. Mà nó xin lỗi chứ bây giờ vô nó trả tiền mặt, trả thẻ gì cũng phải trả thuế hết, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều kiện mà Việt Nam mình có đó, tức là của tiệm vàng Miley đó quý vị, thì quý vị Miley nghĩ là cái chuyện mà mắc rẻ đó
là mình có thể đi khảo giá, mình xem chỗ nào rẻ mình có quyền mua. Nhưng cái điều kiện mà quý vị chưa bao giờ thấy được ở Mỹ này, đó là tiệm vàng Miley để phục vụ cho quý vị. Cần tiền đi kéo máy, cần tiền đánh bài, mua vé về Việt Nam, mình mua rất là nhiều đồ. Khi nào mình có cần tiền mở cái tiệm nail vài chục ngàn, gom hết tất cả những cái đồ mà đã từng mua trong tiệm vàng Miley, bán lại lấy tiền đi mở tiệm nail cũng được luôn. Đó là một cái cách mà Miley phục vụ giúp cho cộng đồng người Việt tại ở Mỹ này. Chúng ta đều có một cái vốn. Xin lỗi chứ bây giờ mình ra mình mua cái bóp 5-7 ngàn, hoặc là bây giờ em mua cái hộp Mosonai, mình đi vô tiệm Mỹ mình mua những cái hộp, mình mua những cái đồ chơi thật sự ra cái bộ đồ giả mà cái nó gọi là fashion đó, fashion, đứa tiếng. Một cái bộ mà gần trong Phước Lộc Thọ chị cũng thấy vài tiệm họ bán đó, đồ giả không mà 1,000 mấy 2,000 đồng bộ. Đó, chị thấy cái cô ca sĩ nổi tiếng lấy một cái ông mà đại gia ở nước Mỹ này mà vô mua đồ giả đó, tại vì nguyên bộ chị thấy mà họ mua 5-7 bộ luôn, 7-8 ngàn đồng mất. Chị thấy rõ ràng, chị thấy người ta kéo tiền ra, chị thấy rất là ngạc nhiên. Mà tại sao chắc họ là có nhiều xoàng quá rồi, giàu quá rồi, không có cần làm của nữa. Họ đeo trang sức đó là để giống như là để cho thích cái hợp đẹp, những cái áo và những cái bộ sa rê đó đi tiếng. Nhưng mà thật sự ra khi mà mình vô mua đồ giả đó mà ở trong tiệm Mỹ cũng mắc lắm. Cho nên chỉ có Việt Nam mới bán rẻ. Nhưng mà ý Miley nói là ví dụ như quý vị mua những cái bộ trang sức mà 5-7 ngàn đồng ở trong tiệm Mỹ, thì quý vị mua 5-7 ngàn đồng trong tiệm vàng Miley, 1 năm, 10 năm, 20 năm, cần tiền kẹt tiền bán lại được. Đeo chán rồi nói chị Miley ơi, kiểu này cũ quá, em muốn trade in vô lấy kiểu mới, không thành vấn đề đối với tiệm vàng Miley. Cần tiền đi kéo máy, đánh bài, mua vé về Việt Nam, một đống đồ đã từng mua trong tiệm vàng Miley, bán hết đống đó đi mở tiệm nail cũng không sao, cứ gửi qua cho chúng tôi trả tiền lại cho quý vị. Đó, một cái cách mà Miley muốn phục vụ cho quý vị. Cần tiền kẹt tiền bán lại được, không đeo trade in được. Còn coi như là một cái điều kiện mà Miley nghĩ là chắc ít lắm, chứ ít có ai làm chuyện này. Là bởi vì Miley cũng giống như quý vị thôi, chúng ta qua đây ai cũng là hai bàn tay trắng. Ngày hôm nay mình tạo lên sự nghiệp, mình có tiền mình mua đồ làm của. Mua đã khó rồi, giữ còn khó hơn. Nếu mà quý vị không muốn bán lại để làm gì chú Tiến? Nếu quý vị không muốn bán những cái mặt hàng đó, quý vị sẽ mang đến ký gửi cho tiệm vàng Miley để lấy số tiền về quý vị xài, và sau đó quý vị có tiền mang tiền đến và lấy đồ về một cách tiện lợi, nhanh chóng cho quý vị nha. Tức là tiệm vàng Miley có nhận ký gửi những mặt hàng quý vị đã từng mua tại tiệm vàng Miley một cách đơn giản, nhanh chóng, bảo vệ tài sản và những món hàng mà quý vị yêu mến. Cái mặt dây chuyền này Miley nói lại là quý vị có thể đeo chung với cái dây xoàn mà quý vị đã từng mua trong suốt nhiều năm qua đó, đủ mẫu đủ kiểu, size nào cũng đeo vừa cái mặt dây chuyền này hết. Và cái mặt dây chuyền này quý vị đã từng có những cái dây mà cái kiểu snake chain đó, là một lượng vàng hoặc là 40-50 gram vẫn đeo, với lại cái này thích hợp rất là đẹp. Cái kiểu cái mẫu này lạ lắm, nhận chìm 6 ly nước EVS1, giá tiền của cái mặt số 2 là 3,450 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1,850 đồng. Nội cái vỏ không là hết cái vỏ không là hết 950 rồi quý vị, coi như cái hộp còn có 900 thôi, 1,850 đồng cho mặt dây chuyền số 2. Qua số điện thoại của Đức Tiến gọi vào là 7146229573, 7146229573 cũng như 7149038821, đó là số 2. Bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 3 thưa quý vị. Số 3 Phước Lộc Thọ đang hả? Đang chơi, vừa chơi xong. Chứ chưa, anh Minh có biết không? Nói chứ. Không. Okay, nói anh Minh, anh Minh. Em đọc đi. Dạ vâng, bây giờ chúng ta đến với số 3 thưa quý vị. Chị lấy cái máy gọi. Bây giờ chúng ta đến với số 3 nha thưa quý vị. Số 3 là một cái mặt dây chuyền khác. Đó là cái mặt dây chuyền số 3 nặng 6.3 gram. Chúng tôi có hai chiếc, một chiếc vàng trắng và một chiếc vàng vàng. Có 35 viên hộp xoàn 2 ly 2, hộp xoàn lớn ở giữa là 5 ly 3 nước đi VS, giá là 2,950. Bây giờ sale chỉ còn là 1,550 đồng cho mặt dây chuyền số 3. Quý vị có thể gọi về cho chúng tôi số phone là 7146229573 cũng như là 7149038821. Ở ngoài sao Phước Lộc Thọ nó bị cháy anh có biết không? Anh cũng dọn nha. Số 3 nha thưa quý vị. Số 3 thì chúng tôi có mặt dây chuyền là có 2 cái. Người ta đang live trên cờ Đức Tiến thấy. Mặt dây chuyền số 3. Chúng tôi có 2 chiếc vàng trắng và vàng vàng. Thì đều là 35 viên hộp xoàn.
35 viên hộp xoàn 2 ly 2. Hộp xoàn lớn ở giữa là 5 ly 3, giá 2.950, bây giờ sale chỉ còn 1.550 đồng, coi như là hai cái mặt này là bằng giá nhau, đều là 1.550 đồng cho mặt dây chuyền số 3. Mọi chi tiết quý vị gọi về chúng tôi, số phone đang có trên màn hình. Gọi về bây giờ với số phone của Đức Tiến, chị Mali ở đây nha thưa quý vị. Đó là 714-622-9573, 714-622-9573. Cái hình mặt dây chuyền này là hình hoa thưa quý vị. Có hai chiếc, một cái chiếc vàng trắng là bên tay trái, một cái chiếc vàng vàng là vàng 18 bên tay phải nha quý vị. Dạ. Dạ vâng. Quý vị nào thích cái mặt nào thì nhớ gọi sớm và chúng tôi sẽ giữ cho quý vị. Số phone là 714-622-9573. Cái mặt dây chuyền gồm có hai cái này gọi là hoa gì chú Tiến? Giống như hoa mai á chị, nó cũng có năm cánh hoa lan hả? Hoa mai. Hoa mai năm cánh. Hoa mai năm cánh. Hoa mai. Nó gồm có hai cái mặt dây chuyền, mặt trắng và mặt vàng. Lâu lắm rồi ít khi lên màu vàng, nhiều chị yêu cầu lắm. Bữa nay Miley có vài món màu vàng, những cái nhẫn nam cũng vậy, cũng là màu vàng. Thì cái mặt dây chuyền số 3 gồm có hai cái, nặng là 6.3 gram vàng trắng, vàng vàng giống nhau nha quý vị. Có 35 viên hộp xoàn cho cái vỏ là 2 ly 2, chính giữa là 5 ly 3 nước đi VS. 5 ly 3 nước đi VVS1 đó quý vị là 1.950, nước y VVS1 là 1.850, nước đi VVS1 là 1.950. Nếu mà là 5 ly 3 nước đi VVS1 là 1.450, rồi cộng luôn cái mặt dây chuyền nữa. 1.450 cộng luôn cái vỏ, quý vị thấy không, cái vỏ là 6.3 gram vàng trắng, rồi gồm có 35 viên hộp xoàn 2 ly 2, mỗi viên là 20, cộng luôn cái vỏ là 2.950 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.550 đồng cho mặt dây chuyền số 3. Qua số điện thoại của chú Tiến gọi vào là 714-622-9573, 714-622-9573 thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà xem trực tiếp, đúng rồi, em nói giùm chị hồi nãy trước khi chị lên đây có nhiều chị nói xem trực tiếp ở tiểu bang khác thì xem sao? Dạ, quý vị có thể xem trực tiếp bằng rất nhiều cách khác nhau. Từ bây giờ quý vị có thể vào YouTube nha. Chúng ta vào YouTube chuyên gõ chữ là Miley Diamond Show, Miley Diamond Show là quý vị có thể xem được trọn vẹn cái show chúng tôi đang được phát trực tiếp trên YouTube, hoặc là sau 3 giờ thì cũng được xem được trọn vẹn. Và ngoài ra thì Đức Tiến cũng đang làm live stream trên trang Facebook của Đức Tiến, là vô cũng coi được cái chương trình này đang được phát trực tiếp trên trang Facebook luôn. Nên là cách nào cũng được thôi quý vị. Rồi, số phone là 714-622-9573. Chị bị mất tinh thần. Mất tinh thần. Mở em chị cái đó. Bây giờ ta đến số 4 ngày đi. Ngày số 4 nha quý vị. Số 3 là 2.950, xe 1.550. Nếu mà quý vị nào thắc mắc cái gì thì sau chương trình này cứ gọi thẳng cho Miley. Rồi, mặt dây chuyền số 4. Mặt dây chuyền số 4 là cái dạng giọt nước, ở trong đó là giống như 3 cara. Thì quý vị đã từng thấy Miley đeo cái hộp xoàn 3 cara giọt nước cho nhiều phần, nhiều lần đi lên show, nhiều lần lên đây Miley đeo thì ai cũng thích hết. Nhưng mà cái này nó ghép hộp tròn gọi là ghép, mà hộp vuông gọi là invisible. Thì cái này nó ghép và quý vị thấy rất là đẹp, rất là tinh vi. Mình nhìn kỹ tại vì cái ống kính của Dũng quay rất là rõ quý vị, rất là rõ lắm. Cho nên quý vị thấy như vậy thôi, nhưng mà nhìn xa ra giống như cái hộp làm hộp giọt nước 3 cara mấy 4 k, là bởi vì cái mặt này cái đường kính chiều dài của nó là 9 ly mấy, nhưng mà chiều ngang là 6 ly mấy, nhìn giống như là cái hộp xoàn gần 4 cara cho cái hộp giọt nước. Thì gần 4 k của Miley đeo chỉ có 3 k thôi, mà còn 40 mấy, gần 50 ngàn. Nếu mà gần 4 k cũng khoảng 70-80 ngàn. Thì bây giờ mình mua cái mặt dây chuyền này mình đeo đỡ đi, nếu mình thích cái kiểu giọt nước, còn sau này mình có tiền mình cứ móc cái chính giữa ra bán lại cho tiệm vàng Miley. Bỏ cái hộp xoàn 4 cara vô cái giọt nước nước đi, cái này đẹp lắm. Mặt dây chuyền số 4 là thiết kế của Ý nha, nặng 4 gram vàng trắng, gồm có 97 viên hộp xoàn 1 ly 3 và 97 viên hộp xoàn từ ly 3 tới ly rưỡi, và 13 viên hộp xoàn 3 ly 3 chính giữa đó cho tới 3 ly rưỡi nha quý vị. Nước đi VVS, giá tiền của mặt dây chuyền số 4 là 3.850 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.750 đồng cho mặt dây chuyền số 4. Rất là đẹp. Cái này Miley nghĩ là quý vị nhìn là quý vị thích liền. Tiệm vàng Miley đang mở cửa. Nếu mà những ai thắc mắc cứ tới xem, thấy đẹp mới trả tiền, không đẹp không cần mua. Nha. Dạ. Qua số điện thoại của Đức Tiến nữa một lần nữa là 714-622-9573, 714-622-9573. Đức Tiến sập lại số 4 là một cái mặt dây chuyền nặng 4 gram vàng trắng, có 97 viên hộp xoàn từ 1 ly 3 cho đến 1 ly rưỡi, 13 viên hộp xoàn 3 ly 3 cho đến 3 ly rưỡi nước đi VVS. Giá tiền của mặt dây chuyền số 4 là 3.850, bây giờ sale chỉ còn là 1.750 đồng. Đẹp cho mặt dây chuyền số 4. Cái này là mua 1.850
450 và bán 1.750. Cái này là thật sự ra Miley đã từng bán cái này 2050, nhưng mà khách trade in vô, cho nên ngày hôm nay quý vị mua được rẻ như vậy. Chứ thật ra 3.5 ly nước đi mà VVS1 là 315 đồng, nước y VVS1 là 285 đồng, 3.5 ly nước đi VVS1 là 315 đồng. Rất là đẹp cái mặt dây chuyền này, tinh vi lắm. Nếu mà những ai mà sang sang tí xíu mà đeo cái này nhìn giống như cái hộp, nhìn thoáng qua y như cái hộp gần 4 cara vậy, giọt nước rất là đẹp. Chị có đó, nhiều lần Đức Tiến thấy chị Miley đeo đó. Một hộp của chính giữa cũng y chang như kiểu này quý vị. Số 4 giá tiền là 3.850, sale 1.750 đồng, nhìn rất là hoành tráng mà tiền có ngàn mấy thôi. Rồi tiếp theo là cái mặt dây chuyền số 5. Mặt dây chuyền số 5 là chính giữa là một cara 51 với hộp nó gọi là khách sinh khích đó quý vị. Không vuông mà cũng không phải là oval, nhưng mà cái giác cắt rất là đẹp, là bởi vì cái này là vuông nhưng mà nó chặt góc. Cái mặt dây chuyền thì 2 tuần lễ qua mình có cái nhẫn đó Đức Tiến, bán hết rồi. Nhiều chị nói sao chị không lên bông lên mặt mà chỉ có lên nhẫn hoài. Thì mua nhẫn rồi giờ lên mặt dây chuyền. Rất là, cái này là rất là hoành tráng, đẹp lắm. Hộp xoàn chung quanh rất là bự. Cái mặt này Miley để dành bán cho những cái hộp xoàn to, nhưng mà ngày hôm nay Miley cũng ra mắt với quý vị. Nhiều khi mình phải làm những cái mẫu mã lạ đẹp hàng tuần để cho quý vị theo dõi. Có nhiều chị tuần nào cũng mua, lý do là tại vì tuần nào mình cũng thay đổi đồ mới đó chú Tiến. Thành thử ra tuần nào cũng có. Ngày hôm nay có một cái mặt dây chuyền màu vàng và đôi bông màu vàng. Nếu mà những ai mua kịp cái mặt dây chuyền này thì một lát đi tranh thủ nhớ gọi vô mua đôi bông thành một bộ, là nhiều tuần qua quý vị đã từng mua cái nhẫn trong tiệm vàng Miley. Cái này cũng có GIA certificate của chứng nhận của quốc tế luôn nha quý vị. Mặt dây chuyền số 5, thiết kế của Ý, nặng 5g vàng trắng, gồm có 45 viên hộp xoàn, 2.3 ly tới 2.5 ly bự không quý vị. Nếu mà 2.5 ly nước đi VVS1 á là 75 đồng một hộp nha, mà cái này 45 viên như vậy quý vị thấy cái hộp nó bự không. Cái này đeo cái dây xoàn cũng được, đeo với những cái dây bự bự to to. Đẹp nhất là đeo cái kiềng. Đẹp nhất là đeo cái kiềng quý vị không không còn biết là quý vị còn nhớ là không? Những cái kiềng đó chú Tiến. Sang quý phái. Cái kiềng mà dẹp dẹp hay là tròn tròn, tròn đem cái này rất là thích hợp với cái mặt dây chuyền vuông. Cái này rất là đẹp, cái kiểu này là cái khách sình khích chứ nó không phải là vuông luôn, nó không phải là vuông vức. Cái này cái mẫu mã của cái vỏ cũng là khách sình khích, còn cái hộp ở trong cũng là khách sình. Cho nên cái giác cắt của nó đẹp hơn giác cắt của hộp tròn luôn. Quý vị biết là tròn á, cái hộp tròn là nó có cả 8 giáp cắt như là trái tim vậy đó. Thì quý vị thường nghe người ta nói là những cái giáp cắt mà giống như là trái tim. Rồi ở trong cái mẫu mã đó là cái chiếu cũng vậy nữa. Thành thử cái hộp vuông này nó không phải là vuông. Nếu mà vuông đó, nó là emerald khách thì nó không có chiếu. Nhưng mà cái này là khách sinh khách, cho nên nó chiếu y chang như hộp tròn, rất là đẹp quý vị. Nếu mà những ai chưa có bây giờ mua cho biết là bị lý do là cái này quý vị không có mua mắc cái giá rất là rẻ luôn, mà mình mua mình vừa đeo đẹp mà mình vừa làm của, cần tiền bán lại được. Cho nên quý vị nếu mà những ai chưa có thì mình phải hưởng thụ cho biết, là bởi vì người Việt Nam mình cứ tưởng là mua hộp trắng, hộp xoàn trắng rồi mới bán lại được, không. Nhưng mà đặc biệt của tiệm vàng Miley, mua hộp xoàn trắng, hộp xoàn xanh, hộp xoàn vàng, hộp xoàn đen, cần tiền kẹt tiền đều bán lại được hết. Cho nên quý vị yên tâm. Thật sự ra nếu mà mình mua mắc cái này 10,000 thì nó không đáng, mình sợ mình làm của mình bán lại khó. Nhưng mà cái này mình mua có nửa giá thôi, cho nên cái số tiền nó rẻ mà cần tiền bán một cách dễ dàng. Cho nên cuộc đời mà mình phải không biết trước được giống nhiều như là thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình cần phải học hỏi chú Tiến. Có nhiều người ta nói là cứ nghĩ là mua hộp trắng bán được, nhưng mà đặc biệt của tiệm vàng Miley, hộp xoàn gì vàng với hộp xoàn quý vị mua đều bán lại được hết, cần tiền kẹt tiền đều được bán lại được hết. Thì cái mặt dây chuyền này là thiết kế của Ý, nặng 5g vàng trắng, gồm có 45 viên hộp xoàn 2.3 tới 2.5 ly. Cái mặt dây chuyền này đẹp lắm, Miley để dành lâu lắm rồi, nhưng mà đối với cái tướng của Miley nó hơi nhỏ cho nên Miley không có để đeo được. Chứ thật ra lý do tại sao Miley nhấn mạnh và đọc đi đọc lại là bởi vì cái mặt dây chuyền này nó xôm lắm chú Tiến. Nó có 45 hộp xoàn 2.3 tới 2.5 ly nước đi VVS, chính giữa là một cara 51 VS2 GIA chứng nhận của quốc tế. Thường thường cái hộp, bây giờ chị nói đơn giản cái hộp tròn thôi, thấy không? Nếu mà hộp tròn đó nước chi thôi, nước chi là nước kê gà đó. Nếu mà là nước chi VVS1 đó là tiệm vàng Miley cũng đang sang 14.900. Nhưng không cần của GIA, của Belgium cũng là đang sale là một cara rưỡi là 10.900 nha quý vị. Nước VVS1 nước chi 10, không phải, cái Belgium là đang sale nước y VVS1 là 10.900. VVS2 đó là 9.900.
Rồi VS2 đó là cũng còn 7.900. Nhưng mà cái này có GIA giám định của quốc tế luôn. Là Miley mua bao nhiêu, Miley gửi đến cho quý vị bao nhiêu, được bớt bao nhiêu, Miley bớt hơn cho quý vị. Đây là chương trình quảng cáo, mỗi thứ có một món mà thôi. Tranh thủ mua, cần tiền bán lại được không sao. Thì cái GIA này là cái giá của nó là 7.900 đồng cho một carat 51 VS2 Yellow Fancy Diamond. Nó là GIA chứng nhận quốc tế. Cái vỏ này là Miley đã mua 2.250. Tổng cộng số tiền cái này 7.900 với 2.250 có phải 10.150 không chú? Chính xác. Ông dạ mình vâng. Ông tính rõ ràng không chê, không có xê dịch một đồng bạc nào hết. Ngày hôm nay sale như chú tí. Ngày hôm nay cái mặt dây chuyền số 5 giá là 10.150 đồng. Bây giờ mua được giá sale chỉ còn là 5.650 đồng cho mặt dây chuyền số 5. Mọi chi tiết. Tính... Cái này là 5.650. Đúng rồi, đúng rồi. Sale 5.650 chứ không phải 5.950 ha. Bớt tới bến luôn. Ngà mọi chi tiết mời quý vị gọi về chúng tôi, số phone đang có trên màn hình là 7146229573 7146229573. Xâm tụ ha, cái mặt dây chuyền này nếu mà mình đeo cho đã, đeo cho chán 5-10 năm sau, cái mua cái đai gửi qua cho Miley làm lại cái nhẫn đeo đeo một thời gian nữa cũng được luôn, cần tiền rồi bán lại cũng được luôn. Cho nên cái điều kiện thường đó, người ta bán hàng người ta nói là từ bán hàng cho tới cách hướng dẫn cho khách xài đồ, người ta nói cho ăn vàng chứ không ai dắt đàn đi buôn, tức là không có hướng dẫn và không có chỉ. Nhưng đặc biệt tiệm vàng Miley hiểu biết được cái gì ở đây, Miley cùng chia sẻ với quý vị. Cho nên khi mà quý vị mua đồ trong tiệm vàng Miley là 1.000 phần ngàn tiền của quý vị còn nằm trên tay về ngủ ngon, cần tiền bán lại được, đeo chán rồi, mặc dây chuyền làm cà rá Miley cũng giúp cho quý vị luôn. Rồi có tiền mua thêm một chiếc nữa luôn, rồi từ từ làm đôi bông tai cũng được luôn. Kiểu gì Miley cũng làm được, giúp cho quý vị. Thường thường mấy cái này người ta không có chia sẻ, nhưng mà Miley nghĩ là mình qua đây lâu rồi, mình phải học hỏi ở Mỹ này, Việt Nam mình á chú Tiến. Thường thường ở Việt Nam mình á người ta gọi là người ta gọi là cái câu gì, cái chị thấy nhiều khi mấy ông Việt Nam á cái hội trưởng á, cái hội trưởng muôn năm luôn, rồi làm gì cứ muốn là những cái người lớn tuổi á cứ lúc nào cũng tưởng là mình là ngon lành, chứ thực sự ra những cái người trẻ lớn lên ở đây người ta học hỏi á chú Tiến, thông minh hơn nhiều. Và thực thứ nhất là họ qua đây họ học hỏi, họ thông minh, mở mang, trí thức hơn nhiều. Cho nên khi mà mình lớn tuổi ở Việt Nam mình học hỏi được gì, mình qua đây mình chia sẻ với những con em. Cũng giống như ở trong Phước Lộc Thọ, chị thấy có nhiều người ta làm hội trưởng hội Kim Hoàng muôn năm luôn. Hồi xưa chị là trong ban tổ chức, nhưng mà chị thấy nó không có phe. Chị thấy những người trẻ, mấy người thợ bạc ở đây giỏi quá trời. Tại sao không bầu những cái người đó lên để làm hội trưởng, để cho học hỏi những cái gì ở Mỹ này. Cho có thời gian trước, cách đây 10 năm trước, chị cũng là một trong những thành phần ban tổ chức trong hội Kim Hoàng. Là khi mà chị Miley làm một ban tổ chức trong hội Kim Hoàng, em đã từng thấy cái tài của chị làm văn nghệ rồi, đúng không? Làm chương trình. Từ người khách tới xem chương trình văn nghệ cho tới nghệ cuối sĩ. Cùng tức là người ta làm chương trình văn nghệ từ 8 giờ cho tới 12 giờ đêm, mà 11 giờ tất cả các bà lớn tuổi ăn xong là thường là mệt mỏi đi về ha. Chị Miley làm chương trình văn nghệ từ 8 giờ tới 12 giờ đêm. Nói xin lỗi chứ anh Tô Văn Lai ảnh vẫn làm văn nghệ với lại chị Tuyết, mệt mỏi, những người lớn tuổi người ta mệt mỏi. Nhưng mà cái cách mình làm việc người ta vẫn thích ra ngồi coi tới cuối cùng luôn. Đừng có nói tới là những khách hàng mà đi xem, những ca sĩ tới hát cũng vậy, em thấy không? Những người ca sĩ thường thường người ta chạy show, người ta tới người ta hát xong người ta chạy rồi, người ta lấy bao thư rồi người ta chạy rồi. Nhưng mà anh chị em nghệ sĩ vẫn yêu thương chị Miley. Hát xong rồi chị Miley để chai rượu đó, ai cũng ăn nhậu xong cuối cùng mới đi về. Vui không? Em thấy không? Nhưng mà đó, em cũng có làm. Em có công nhận là chị Miley làm văn nghệ nói vui không? Là vui thật sự là cho tất cả anh chị nghệ sĩ, khách mời và khán giả luôn. Đó, cho nên chị muốn nói là cách đây mười mấy năm trước chị có một là trong người ban tổ chức của hội Kim Hoàng, chị làm chương trình văn nghệ, anh Di Quang còn sống tới cũng tới hát, chị Caro Kim, rất là nhiều ca sĩ tới hát rất là vui. Sau này chị thấy hội Kim Hoàng ở trong Phước Lộc Thọ đó là coi như là hội trưởng là muôn năm, cho nên không có cho những cái đứa trẻ học hỏi, cho nên chị không có còn ở trong ban tổ chức nữa. Nhưng mà khi mà mình làm cái công việc gì đó quý vị, mình cần phải học hỏi, mình người ta gọi là qua đây lâu quá, đây lâu quá, tiếng Anh không biết mà tiếng Việt cũng quên luôn. Cầu tiến cũng là một cái câu, nhưng mà Việt Nam mình thường có cái câu là tức là cái người trẻ họ giỏi quá mình nhường đi rồi, mình là đàn anh, đàn chị, đàn bác thì mình đứng phía sau lùi để lại. mình lùi về phía sau, nhưng mà mình hướng dẫn cho cái con cháu mình nó đi lên. Đó là một cái cải tiến của nước Mỹ này. Tại sao ở đây người ta lúc nào người ta cũng đi lên, hay không? Chứ người ta không có dừng ở đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì không phải như vậy.
tức là làm cha thì làm cha suốt đời luôn. Rồi dạ, mặt dây chuyền số 5 10.150 đồng, sale 5.650 đồng cho mặt dây chuyền số 5. Qua số điện thoại của chú Tiến gọi vào là 7146229573, 7146229573. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với món số 6 thưa quý vị, là bông tai vặn. Bông tai vặn này nặng 2.5 gram vàng trắng, có 2 viên hộp xoàn 5 ly nước y VS1. Giá tiền của bông tai vặn số 6 là 2.450 đồng. Bây giờ quý vị mua được giá sale, đôi bông tai số 6 chỉ còn là 1.250 đồng cho bông tai số 6 với 2 viên hộp xoàn 5 ly nước y VS1. Miley lặp lại là cái món số 5 là sale 5.650, kể cả luôn cái hộp, luôn cái mặt dây chuyền nha quý vị. Giải thích không rồi, cái hồi cái quý vị tưởng là cái hộp không, mặt dây chuyền trọn, mặt dây chuyền số 5 có giấy chứng nhận của GIA quốc tế, 1 carat 51, cộng luôn cái vỏ luôn là 5.650 đồng. Nếu mà quý vị nào có nhã ý muốn một xoàn vàng thì liên lạc ngay với lại anh Minh 7149038821, hoặc là quý vị sợ mua không kịp cứ gửi thẳng ngay cái thẻ qua line thứ ba, đó là 7146530207. Nhớ nói anh Minh là gửi luôn cho quý vị cái giấy certificate của chứng nhận quốc tế của GIA nha quý vị. Cân tiền bán lại được, không đeo, trade in vô lấy bất cứ một món hàng nào cũng được luôn, dù là 1 năm cho tới 20 năm sau cũng không sao đối với tiệm vàng Miley. Món số 6 đó là một cái bông tai vặn đít 4 chấu, chung quanh là diamond khích nha, 4 chấu thôi nhưng mà cái hộp 5 ly quý vị thấy bự không? Là bởi vì chung quanh nó có diamond khích, nó giống như là 6 ly. Thì cái mặt cái đôi bông này là thiết kế của Ý, 2.5 gram vàng trắng, ở chính giữa là 2 viên hộp xoàn 5 ly nước EVS1. Nước EVS1 nãy Miley nói đó là 1.350, nước EVS1 cũng là 1.150, nhưng mà trong chương trình này quý vị mua được 1.450 là 2.300, cái vỏ 150, cái vỏ này là 250, cái vỏ này là 225 đồng, nhưng mà anh Minh tính có 150 thôi, cộng luôn với là 2.300 là 2.450. Ngày hôm nay sale nhiêu chú Tiến? Ngày hôm nay bông tai số 6 sale chỉ còn là 1.250 đồng cho bông tai số 6. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với món số 7 thưa quý vị. Số 7 là một bông tai đẩy về vàng, là nặng 3.4 gram vàng trắng, có 26 viên hộp xoàn 1 ly 8 và 2 viên hộp xoàn lớn 5 ly 3 nước y VS. Giá tiền của đôi bông tai số 7 là 3.050 đồng, và bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 1.550 đồng cho bông tai số 7. Chi tiết gọi về cho anh Minh là 7149038821. Gọi ngay cho Đức Tiến qua số điện thoại là 7146229573. Cái này là 2 viên 5 ly 3. 2 viên 5 ly 3. Cái kiểu này là kiểu donate đó quý vị. Bông tai số 7 là bông tai đẩy. Nếu mà những chị cô nào mà ở tiểu bang khác, hoặc là quý vị lớn tuổi đó mà sợ khi mà mình đeo đẩy vô lấy ra đó dễ dàng như vậy, mình sợ nó rớt, là bởi vì những người làm business giống như Mai, giống như Miley, hay là mấy chị làm nail rất là bận rộn, cho nên khi mà lấy vô lấy ra, Miley thích đeo đẩy, lý do là tại tối nào Miley cũng có nhiều người ta đeo luôn á chú Tiến. Thì Miley á thì tối nào cũng phải lấy đồ ra hết, cái không có cái gì trên người hết, nếu mà trên người là ngủ không được, có nhiều người thì đeo luôn. Chỉ có cái người bạn cái lắc tay vòng tay gì họ cũng đeo luôn đó chú Tiến. Đó thì cái bông tai này là bông tai đẩy nha quý vị, vỏ Hồng Kông kiểu donut, nặng 3.4 gram vàng trắng, gồm có 26 viên hộp xoàn cho cái vỏ đó là 1 ly 8, 2 viên ở chính giữa là 5 ly 3 nước EVS, 2.300, cái vỏ 550, đâu có là 1.350 là 2.700, nếu mà cái này 5 ly 3 nước EVS1 là 1.850, cái này 550. 550 anh Minh tính cái hộp này có 1.250 à. 2.500 với 550 là 3.050. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.550 đồng cho bông tai số 7. Cái vỏ không là 550 rồi quý vị. Hai hộp 5 ly 3 nước EVS chỉ có 1.000 đồng thôi. Bông tai số 7 3.050 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.550 đồng cho bông tai số 7. Mọi chi tiết quý vị gọi về là 7146229573, hoặc gọi về với anh Minh là 7149038821. Đó là cái bông tai số 7, giá là 3.050, bây giờ sale chỉ còn 1.550 đồng. Tiếp đến chúng ta đến với bông tai số 8, cũng là bông tai đẩy thưa quý vị. Đôi bông tai này nặng 4.8 gram vàng trắng, có 38 viên hộp xoàn 1 ly 6, 2 viên hộp xoàn vuông 1 carat 55 VVS1. Giá tiền của bông tai số 8 là 5.650 đồng, và bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 2.450 đồng cho bông tai số 8. Đó, cái bông tai này nãy Miley khoe là bông tai vàng yellow diamond.
cái này 2 viên hột xoàng 1 carat 55, thường thường đó là minimum là 0.65 khôi là 6 ly cho hột tròn nha quý vị. Miley cũng giải thích là thường thường hột tròn đó nó giống như cái chén, ở trên nó to, ở dưới họ vuốt là nó nhỏ, thì cái hột tròn đó nếu mà 0.65 khôi trở lên đó cho tới 75 khôi là 6 ly. Minimum là 6 ly, mà 6 ly á VVS1 nó là 3.900, nãy Miley có giới thiệu với quý vị. Cái này hột vuông cho nên nó nặng. Cái đường kính của nó không có 6 ly giống như là hột xoàn tròn, nhưng mà tuy nhiên là nó dày. Hai viên hột xoàn vuông yellow fancy diamond, cái này đi chung với lại cái mặt dây chuyền hồi nãy quý vị đã thấy đó, thì hai hột này là 1 carat 55 VVS1 yellow diamond VVS1. Thường thường á là cái vỏ này á, là ở trong tiệm vàng Miley bán 650 đồng. Cái hộp này là 2.500, VVS1 là 0.75, nhưng mà cái này là dày hai hộp là 1 carat 55. VVS1 là hai hộp này là 5.000 đồng, 2.500 hộp là hai hộp là 5.000, cộng với cái vỏ 650 là 5.650. Nhưng đặc biệt trong chương trình Miley Diamond Show ngày hôm nay, quý vị trả chỉ có 2.450 đồng cho bông tai màu vàng số 8, 5.650, sale 2.450 đồng. Lý do Miley bán lỗ 100 là tại Miley muốn tập cho quý vị xài. Miley muốn tập cho quý vị xài, mua đồ trong tiệm vàng Miley, dù là hộp xoàn vàng, hộp xoàn xanh, hộp xoàn trắng, cần tiền kẹt tiền đều bán lại được hết quý vị. Thì đây là một trong những cái đôi bông Miley muốn giới thiệu đến quý vị. Thường là làm ăn như vậy, cái người Mỹ người ta làm ăn hay lắm. Thay vì mình phải bỏ tiền ra 50.000 đồng quảng cáo, mình giới thiệu cái thương vụ của mình đi khắp nơi. Nhưng mà Miley không có cần vậy, Miley không cần quảng cáo. Miley bán rẻ cho quý vị là Miley quảng cáo để cho quý vị xài, cho quý vị biết. Rồi khi mình cần tiền mình bán lại được, không đeo mình đổi cái khác cũng được luôn. Cho nên đây là sở dĩ những cái món hàng mà rẻ ngày hôm nay là Miley muốn giới thiệu đến quý vị. Đôi bông bông tai số 8 nha quý vị, 1 carat 55 cho hai hộp thôi, không có tính cái vỏ nha. Hai cái hộp xoàn vuông ở chính giữa đó, nó gọi là khách sành khách luôn, nó không phải là vuông, rất là chiếu, rất là đẹp, yellow diamond. Hai hộp là 1 carat 55 VVS1, hai hộp này là 5.000, cái vỏ 650 là 5.650. Ngày hôm nay Miley giới thiệu đến quý vị chỉ có 2.450 đồng cho bông tai màu vàng số 8. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573 hoặc gọi về anh Minh là 714-903-8821. Quý vị đang xem chúng tôi phát sóng trực tiếp trên hệ thống đài truyền VNTV. Ngoài ra quý vị cũng đã xem được tất cả những chúng tôi trên YouTube. Ngay từ bây giờ chúng tôi cũng đang phát trực tiếp trên YouTube bằng cách chúng ta vào YouTube gõ chữ là Miley Diamond Show. Miley Diamond Show là thấy được chương trình của chúng tôi. Bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ đến với món số 9 thưa quý vị. Số 9 là bông tai đẩy. Bông tai đẩy số 9 nặng 2.3 gram vàng 18 vàng vàng, 2.3 gram vàng 18 vàng vàng, có 22 viên hộp xoàn 1 ly 8 và 2 viên hộp xoàn lớn 5 ly 2, nước y VS, giá tiền là 3.050 đồng. Và bây giờ quý vị mua được giá sale, đôi bông tai số 9 này chỉ còn là 1.450 đồng cho bông tai số 9, 5 ly 2, 2 viên. Bông tai số 9 là một đôi, một cái kiểu cũng là đôi nết luôn quý vị. Đó là màu vàng 18. Những chị mà yêu cầu đó là vàng 18 thì ngày hôm nay là Miley gửi đến cho quý vị những cái đôi bông màu vàng 18. Bông tai đẩy luôn. Số 9 là bông tai đẩy. Nếu mà ai muốn vặn thì cứ tham khảo với Miley, rồi Miley sẽ thay cái đích vặn cho quý vị. Thì bông tai số 9 là bông tai đẩy nặng 2.3 gram vàng 18 màu vàng nha quý vị. Có 22 viên hộp xoàn 1 ly 8. 22 viên hộp xoàn 1 ly 8 là cái vỏ đó, và phần ở chính giữa là 2 viên hộp xoàn 5 ly 2, nước EVS, giá tiền là 3.050 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.450 đồng cho bông tai số 9. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573, 714-622-9573, cũng như gọi về anh Minh là 714-903-8821. Đó là bông tai số 9, giá là 3.050 đồng. Bây giờ sale chỉ còn 1.450 đồng cho bông tai số 9. Rồi tiếp theo là bông tai số 10, là bông tai vặn đích, nặng 3.6 gram vàng, nặng 3.6 gram vàng trắng. Có 14 viên hộp xoàn, cái kiểu bông mai đó quý vị thấy không, kiểu này là mới nhất cho mấy cô trẻ trẻ hay là những cái ai mà thích cái kiểu mẫu bông mai đó. Thì cái này là gồm có 14 viên hộp xoàn 2 ly 8 cho tới 2 ly 9. 2 ly 8 là chung quanh, hai cái hộp chính giữa là 2 ly 9. Thay vì 3 ly mà Miley nhận 2 ly 9 để cho quý vị dễ mua nha. Cái giá tiền mà không thể nào tưởng tượng được, nó rẻ. Nước y VVS 14, coi như là 14 viên hộp xoàn 2 ly 8 tới 2 ly 9, giá tiền là 1.415 đồng. Ngày hôm nay trả nhiêu chú Tiến? Ngày hôm nay trả gần... Nãy chị viết 715 đồng, ông sửa lại thêm cho bằng được. Hôm nay giá đặc biệt chỉ còn là 650 đồng.
cho bông tai số 10. Thật sự ra cái này là làm giá trước chứ đâu có biết giá vàng ngày hôm nay. Biết giá vàng ngày hôm nay đâu có bán cái giá này. Chị viết là 715 đồng mà anh Minh anh sửa lại còn 650 đồng. Cái bông tai này là kiểu bông mai đó quý vị, rất là đẹp. À, nếu mà là 2 ly 8, 2 ly 9 đó, mà nước y mà VVS đó, giá tiền mà tiệm vàng Mai Ly bán 115 đồng một viên. Nhưng mà trong cái chương trình này á, là luôn làm chương trình quảng cáo, làm toán trừ 14 viên, 2 ly 8, 2 ly 9 vậy anh Minh cũng tính có 85 đồng. Nhân cho 14 viên cộng cho cái vàng 3.6 là 60 đồng. Vàng này Mai Tinh có 60 đồng, ngày hôm nay là vàng lên 2.000 đồng, 65 đồng gam, 11.000, xin lỗi, số 10 là 1.415 đồng. Nhưng ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 650 đồng cho bông tai số 10. Chi tiết gọi cho Đức Tiến là 714-622-9573 hoặc gọi về anh Minh 714-903-8821. Tiếp theo là số 11. Tiếp đến là số 11 là chiếc nhẫn thôi quý vị. Chiếc nhẫn này nặng 5 gram vàng trắng, có 32 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi, 3 ghét, 32 viên hộp xoàn 3 ghét, 2 ly rưỡi và hộp xoàn lớn ở giữa là 5 ly 4, nước y VS. Giá tiền của chiếc nhẫn số 11 là 2.250 đồng và bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 1.295 đồng cho chiếc nhẫn số 11. 1.295 đồng. À, anh Minh thấy mùa này anh đóng thế nhiều quá, anh tưởng người ta đóng thế giống như ổng, cái nào ổng cũng bớt thêm mấy chục hết á, nãy chị viết 1.350 mà ổng sửa lại nè. Ok, cái nhẫn số 11 nặng 5 gram vàng trắng, cái vỏ thiết kế của Ý nha quý vị, 65 đồng nhưng mà anh Minh vẫn tính cái vỏ này có 750 đồng thôi. À, cái vỏ này là 750. À, nếu mà là 5 ly 4 nước y VVS1 là 2.550. À, nước y 5 ly 4 nước y VS1 trong tiệm vàng Mali vẫn bán là 1.550. Nhưng mà tuy nhiên trong chương trình anh Minh tính có 1.500 thôi, cộng với vỏ 750 là 2.250. Ngày hôm nay chọn cái nhẫn số 11, vỏ của Italy, có 32 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi baguette, và phần ở chính giữa là một hộp xoàn 5 ly 4 nước y VS1, giá tiền là 2.250 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.295 đồng cho mà cái nhẫn số 11. Chi tiết gọi về cho chú Tiến là 714-622-9573 cũng như là 714-903-8821. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 12. Thưa quý vị, số 12 là một chiếc nhẫn nặng 11.2 gram vàng trắng, có 50 viên hộp xoàn 2 ly, 50 viên hộp xoàn vuông 2 ly rưỡi, 50 viên hộp xoàn vuông 2 ly rưỡi, nước đi VVS, tương đương với 6 carat 16. Giá tiền của chiếc nhẫn số 12 là 2.950 đồng. Và hôm nay quý vị vẫn mua được giá đặc biệt trong ngày hôm nay chỉ còn là 1.550 đồng cho chiếc nhẫn số 12. À, cái nhẫn vuông hồi nãy Mai Ly giải thích đó, bây giờ làm tròn đó người ta gọi là ghép. Còn vuông đó là họ gọi là invisible. Thì cái nhẫn này nam đeo cũng được, nữ đeo cũng được quý vị. À, cái nhẫn này người Mỹ người ta làm giống như nhẫn cưới cũng được luôn. Thì cái này nam đeo cũng được, nữ đeo cũng được. À, cái này là gọi là lỗ chổng mông, chị mua 1.850. Nhưng mà tuy nhiên là cái gì cũng vậy, cái phong trào hồi xưa người ta đeo cẩm thạch nhiều, thiệt nhiều cẩm thạch. Từ nhỏ con có tiền là đã mua cái chị đã từng bán cho những người con có tiền đó, Đức Tiến. 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi cái cha mẹ cũng mua cái vòng ngàn mấy đeo. Thì bây giờ cái phong trào cẩm thạch nó không còn mà là trở lại đeo phơ. Thì hồi xưa đó cái thời cẩm thạch đó, thì cái hộp xoàn vuông này nó thịnh hành. Rồi bây giờ thịnh hành là cái hộp xoàn tròn. Cho nên cái hộp xoàn vuông số 12 là Mai Ly bán lộ. Nếu mà những ai bây giờ chị hỏi em, nếu mà bây giờ chị rã cái này ra rồi chị làm mẫu mã khác cũng phải tốn tiền không, đúng không? Rồi cái vàng mình nấu lại cái vàng nó cũng bị sụt tuổi, mình cũng phải thêm vàng y vô. Rồi mình bỏ, mình phá đi như vậy thì mình cũng trước sau cũng mất tiền. Tại sao mình không bán rẻ để cho bà con xài? Không? Cho nên cái nhẫn này nhìn rất là hoành tráng luôn quý vị. Cái này ngày xưa là Mai Ly bán từ 2.550 cho tới 2.950 chứ không bao giờ có cái giá này. Cái này Mai Ly lỗ 300 đồng. À, muốn gửi đến cho quý vị để cho quý vị đeo, nam đeo được, nữ đeo cũng được luôn. Cái này là cái đường đai của nó to lắm quý vị, trên dưới bằng nhau. Cái này thiết kế của Ý, thì cái nhẫn này nặng 11.2 gram vàng trắng, thiết kế của Italy. Cái này là trên 3 chỉ vàng quý vị. Thường thường đồ của Ý thì họ mới làm dày, làm nhiều vàng. Tại vì cái người Trung Đông họ tự bự, họ to con, không giống như người Việt Nam Á Đông của mình, hay là người Hoa, hay là người Phi nhỏ nhỏ con. Thì cái này là thiết kế của Italy.
Cái này Miley lặp lại là chưa bao giờ Miley bán cái giá này, nhưng mà ngày hôm nay tất cả những cái món hàng này Miley phá ra, Miley nghĩ phí quá, thà là Miley chịu lỗ vài trăm đồng để bán cho quý vị, chứ bây giờ mình phá ra mình cũng trước sau cũng lỗ, tại sao không để nguyên để bán cho quý vị xài. Thì cái này là 11.2 gram vàng trắng, đồ của Ý là 65 đồng gram chứ không bao giờ có 60, gồm có 50 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi vuông nước đi VVS. Nếu mà là 2 ly rưỡi mà nước đi VVS One đó, một tròn đó, vẫn là 65 đồng một hộp nha quý vị. À, cái này là 2 ly rưỡi là 5 hộp vuông là nó nặng gấp đôi cái hộp tròn luôn. Nhưng mà tuy nhiên là giải thích để cho quý cô, quý chị cùng hiểu. 50 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi vuông nước đi VVS. Total của cái nhẫn này là 6 carat 16. Nếu mà những ai đã từng chơi hộp xoàn vuông thì biết cái này không có đo được, mà lý do nó nặng gấp đôi cái hộp tròn thì chỉ có cân thôi chứ không có đo nha quý vị. Thì cái này Miley muốn đo vừa cân cho quý vị biết. Những ai mà đã từng chơi cái này người ta cân carat, mỗi một cái họ xét lên như vậy là mỗi một carat là tính ít nhất là 650 cho tới 850 tùy theo quality. Nước đi VVS là tính 850. Thì cái này là nói xin lỗi chứ cái giá này là cái này là lỗ chổng mông thiệt luôn. Có 50 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi vuông nước đi VVS. Total của cái nhẫn này là 6 carat 16, giá tiền là 2.950 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.550 đồng cho cái nhẫn Italy số 12. Mọi chi tiết mời quý vị gọi về là 714-622-9573 hoặc gọi về admin 714-903-8821. Tiếp theo là cái nhẫn Nam Rolex. Đây là cái nhẫn Nam Rolex, nhưng mà cái hộp này là từ 3 ly 8. À, 3 ly 2 cho tới là 3 ly 8, quý vị thấy đẹp không? Y chang như cái đồng hồ Rolex không chú Tiến? Wow, rất là đẹp y đúng không? Y chang như cái mẫu này là mới nhất. Miley đã từng bỏ những cái hộp xoàn bự cho những cái mẫu này. Một chiếc lên tới 2.000 mấy, 3.000 mấy. Thì ngày hôm nay, cái này nó là một chùm hộp xoàn luôn. Nó cũng là hộp xoàn ghép giống vậy. Cũng y chang như không khác nhau gì hết. Nhìn xa xa cũng giống như cái hộp xoàn 8 ly. Chứ không có giống, tại mình quay quá rõ, quá kỹ cho nên quý vị thấy vậy thôi. Nhưng mà nhìn xa giống như hộp xoàn, cái đường kính của nó là 8 ly, tương đương 2 carat. Cái nhẫn Rolex Ring. Số 13. Cái này thiết kế của Ý, nặng 13.8 gram vàng. Thu thôn, tức là nửa vàng nửa trắng. Cái đồng hồ Rolex của quý vị sao thì nó y chang vậy. Những ai có cái đồng hồ Rolex thu thôn thì cái nhẫn này y chang như vậy, không khác chút xíu nào hết. Cái này thiết kế của Ý, 13.8 gram vàng thu thôn, tức là nửa vàng nửa trắng, gồm có 6 viên hộp xoàn 3 ly 2, hộp ở chính giữa là 3 ly 8 nước đi VVS. 3 ly 8 nước đi VVS là 350 đồng. VVS 2 là 350, còn VVS 1 là 400. 3 ly 2 mà nước đi VVS cũng còn là 185 đồng một hộp nha quý vị. Coi như là cái nhẫn này là 2.075 đồng. Ngày hôm nay trả nhiêu chú Tiến? Ngày hôm nay trả chỉ với giá là 1.275 đồng cho cái nhẫn Nam Rolex số 13. Đây là cái nhẫn Nam Rolex số 13, về vàng là nặng 13.8 gram vàng two tones. Có 6 viên hộp xoàn 3 ly 2 và 1 viên hộp xoàn lớn 3 ly 8 nước đi VVS, giá là 2.075 đồng. Bây giờ sale chỉ còn là 1.275 đồng cho nhẫn Nam, nhẫn Rolex số 13. Chi tiết xin gọi về 714-622-9573 hoặc gọi về anh Minh 714-903-8821. Tiếp theo là cái nhẫn số 14, gồm có 2 chiếc, một chiếc gọi là Channel 6. Thời tuần vừa rồi Miley cũng có 2 chiếc nhẫn 3 hàng bán hết trơn. Thì cái đây là cái nhẫn Channel, tức là nó gồm có 2 chiếc mà 2 hàng nha quý vị, chứ không phải 3 hàng giống như tuần rồi. 2 hàng có chấu, thì cái kia là Channel. Thì trước hết đó là quý vị đang nhìn trên màn hình là Miley, quý vị đang thấy là cái nhẫn này có chấu. Thì trước hết là Miley đọc cái nhẫn 10 hộp 4 chấu nha quý vị. Nặng 5.6 gram vàng trắng, có 10 viên hộp xoàn 3 ly 6 nước y VS, giá tiền của cái 4 chấu này là 2.350 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.195 đồng. Quý vị đang nhìn trên màn hình đó là chấu, 4 chấu gồm có 10 viên hộp xoàn 3 ly 6 nước y VS, giá tiền 2.350, sale 1.195 đồng cho cái nhẫn 4 chấu 10 viên hộp xoàn 3 ly 6. Rồi vâng. Tiếp đến số 14 là tiếp đến là một cái nhẫn cũng 10 viên hộp xoàn mà là Channel 6. Channel 6 về vàng là nặng 7.5 gram vàng trắng, cũng có 10 viên hộp xoàn 3 ly 6 nước y VS, giá tiền của nhẫn 10 viên hộp xoàn Channel 6 là 2.450 đồng. Và bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 1.250 đồng cho Channel 6. Tức là cái nhẫn số 14 gồm có 2 chiếc của chú Tiến đọc là lý do là tại vì thêm quý vị trả thêm vài chục đồng nữa, là cái vàng nó nặng hơn tới 2 gram
mà anh Minh tính thêm có 2 gram đó hay là 130 đồng, tính mà anh Minh tính thêm có mấy chục đồng thôi. Yeah. Thì cái của Đức Tiến đó là nặng 7.5 gram vàng trắng, của thứ Đức Tiến đọc là Channel Xéo là 2450, xe 1 hàng 250 đồng. Và cái nhẫn của Miley đọc là 4 chấu 10 viên hộp sòn Bali 6 nước EVS, là bởi vì nó nặng có 5.6 thôi, 2350, xe 1195 đồng cho cái nhẫn số 14. Rồi, tiếp đến là cái nhẫn số 15. Số 15 là một chiếc nhẫn nặng 6.7 gram vàng trắng, 12 viên hộp sòn 2 ly, 4 viên hộp sòn baguette 3 ly và 12 viên hộp sòn 2 ly 7. À, hộp sòn lớn ở giữa là 8 ly 7, tương đương với lại 2 carat 75 nước DVS. Giá tiền của total chiếc nhẫn số 15 là 16.750 đồng. Và bây giờ quý vị mua được giá sale đặc biệt chưa bao giờ có, chỉ còn là 8.550 đồng cho nhẫn số 15. À, tuy nhiên là có những cái mà có những cái hộp bự đó là lâu lắm rồi Miley không có lên, là bởi vì trong cái tiệm vàng của chúng tôi có một cái chương trình ký gửi, cho nên lâu lâu mới có lần những cái hộp bự mà giá rẻ. Thật sự ra Miley để trong tiệm không, cái hộp không cũng bán được 800.500, chứ không cần phải bỏ luôn cái vỏ. Cái vỏ này là Miley bán 1950, cái vỏ này Miley đã mua vô 1750 rồi, nhưng mà anh Minh vẫn để, là bởi vì người ta mua vỏ của mình người ta nhận vô cái hộp. Tuy nhiên là cái hộp này là 2 carat 75 87, 8 ly 7 thường thường là 9 ly là 3K, mà 8 ly 7 tương đương K275 nước DVS. Có nhiều chị hỏi chứ chị sao nó rẻ vậy, là bởi vì rẻ thì cứ mua, mình cần tiền kẹt tiền đều bán lại được hết nha quý vị, là bởi vì lâu lâu mới có một lần vậy thôi. Thường thường trong chương trình lâu lâu mới có một hộp sòn bự mà giá tiền rẻ như vậy. Nếu mà những ai chưa có thì đây là một trong những cái mà để cho quý vị đeo. Mình nói đúng, Việt Nam mình gọi là Việt Nam mình gọi là show off. Mà không phải cả hai luôn, vừa lấy dành, vừa làm của, vừa show up, và vừa thứ hai là cho mình có thêm cái của, cái giá trị đúng cái của nữa. Nó xin lỗi chứ đâu có ai mà chĩa dao chĩa súng hỏi chứ ô cái này cái hộp này mua đâu vậy mà giá nhiêu tiền, VS hay là VVS1. Nếu mà cái này đó là nước đi VVS1, mà Miley chỉ nói VS1, mà của GIA đó cái này trắng lắm quý vị. Nếu mà của GIA cái này quý vị mua trên 50.000 chứ không dưới 50.000 nhé. Nếu mà là VVS1 á thì là trên, coi như là nước đi VVS là trên 80.000 đó. Thì bây giờ chọn cái nhẫn này Miley cũng không dám đọc luôn á, nhưng mà tại vì cái kinh tế không biết tiểu bang Cali này đó thì bây giờ đang bị confused, đang bị ấy, lo lắng, là bởi vì thấy nhà của người ta cháy mà Đức Tiến nó để livestream, nó làm cho Miley nãy giờ confused, Miley nói lung tung mà không biết tôi đang nói gì luôn nữa. Thật sự ra cái hộp này rất là rẻ quý vị, cái số 15 trọn cái hộp này luôn đó. Nếu mà thật sự ra quý vị đi thẳng vô tiệm vàng Miley vẫn bán cái hộp không là 8.500 đồng, nó rẻ không thể tưởng tượng được. Miley lặp lại nghe, cái vỏ này thiết kế của Ý nghe, cái kiểu donut nhưng mà chung quanh cái hộp sàn đó nó cũng to, 27 12 viên 27. Thì cái chọn cái nhẫn này là 6.7 gram vàng trắng, vỏ của Italy. Cái vỏ gồm có 12 viên hộp sòn 2 ly cho hai bên hai cái đai. Yeah. Và 4 viên hộp sòn baguette cũng hai bên cái đai. Và ở trên mặt nó có 12 viên hộp sòn 2 ly 7 nước đi luôn. Chính giữa là một hộp nha, không phải ghép nha các vị. Một hộp lớn là 8 ly 7 tương đương 2 carat 75 nước đi VS. Giá tiền của nó là cái hộp không á là 15.000, 2 carat 87 là cái hộp không là 15.000. Cái vỏ là cái hộp này Miley, lý do tại sao Miley nói 15.000, cái việc có thể lấy giấy lấy viết chắc xuống, đi vô tiệm Mỹ mình estimate xem bao nhiêu rồi trước khi tới tiệm vàng Miley mua. Nếu mà lầm á thì quý vị không cần mua nhé. Cái vị đi cứ đi hỏi giá 2 carat 75. Lý do tại sao Miley lặp đi lặp lại, Miley biết chắc chắn một điều là Miley bán rẻ mà không ai bán bằng cái giá này hết trơn, cho nên Miley phải nói để cho quý vị hiểu được là tiệm vàng Miley bán rẻ, không những bán rẻ mà điều kiện dễ dàng, cho nên ngày hôm nay quý vị mới có những cái món hàng mua rẻ, là bởi vì tiệm vàng Miley có mặt trong cộng đồng người Việt tại Nam Cali 21 năm rồi. Tất cả những cái món hàng mà ngày hôm nay chúng tôi đưa lên đây là đều tất cả những món hàng quảng cáo. Ngày xưa Miley là một trong những người Việt Nam ở Phước Lộc Thọ chịu trả tiền quảng cáo nhiều nhất, từ báo chí cho tới đài radio, TV, cái gì Miley cũng quảng cáo hết. Nhưng mà bây giờ cái thời buổi bây giờ nó tinh vi quá rồi, mình đâu có cần phải trả quảng cáo đâu. Bây giờ quý vị trực tiếp không, bán rẻ quá trời, thay vì cái 5.000, cái 4-5.000 mỗi tháng Miley trả tiền quảng cáo, tại sao mỗi lần Miley không chích ra 1.500-2.000 bán rẻ đồ cho quý vị để quảng cáo thương vụ của mình, đúng không? Cho nên chị
hôm qua có nhiều chị gọi vô rất nhiều, có những cái giống như cái món số 2 tuần vừa rồi có 2 chiếc thôi mà 2-3 chị đó chỉ mua lần 2 chiếc mới ghê chứ, chị ở trên lốt LA lấy xe hôm nay mua một lần 2 chiếc luôn. Thì có rất là nhiều người gọi vô muốn mua cái đó, cái nói Miley còn rất là nhiều à, nhưng mà cái giá không phải vậy. Người ta nói em muốn mua y chang vậy, giá y chang vậy. Nếu mà mình muốn mua những cái giá cả thì mình phải tranh thủ gọi vào cho Đức Tiến. Miley luôn đặc biệt cho những người gọi vào cho Đức Tiến. Rồi à, rồi không sau đó thì nếu mà quý vị nào à, mà không kịp gọi thì gọi qua tham khảo với anh Minh, thì Miley sẽ hỏi ý cái người mà gọi vào cho Đức Tiến à, không xuống kịp, không mua kịp, không đặt cọc kịp thì Miley phải bán cho người khác. Cái đó là cái cách mà phục vụ của tiệm vàng Miley. Thì cái nhẫn này nó rẻ quá Đức Tiến. 15. Ờ à, mua làm của cũng được. Nói xin lỗi chứ đeo đâu ai biết đâu, cái này cũng tương đương cũng 30 mấy ngàn nữa mà là VS. Ờ không cần chia dây gì hết cũng 30 mấy ngàn. Thì cái này là 8 ly 7. À, nói tới cái quảng cáo xong rồi cũng nói là cái điều kiện trong tiệm vàng Mali, mua và bán đổi trả một cách đơn giản dễ dàng, cần tiền kẹt tiền bán lại được, không đeo trade in vô cũng được, và không bán lại, quý vị không muốn bán lại, mua đã khó rồi mà giữ còn khó hơn, không muốn bán lại thì quý vị cứ ký gửi cho chúng tôi rồi chúng tôi giữ cho quý vị cái số tài sản đó, khi có tiền mình lấy lại nha. Yeah. Cái số 15 2K75 nước đi VS giá tiền là 16.750 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 8.550 đồng cho trọn cái nhẫn số 15. Dạ, mọi chi tiết quý vị nhớ gọi về chúng tôi càng sớm càng tốt là 7146229573 cũng như là 7149038821. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 16 là lắc tai. Lắc tai số 16 dài 6.5 inch, về vàng là nặng 12.9 gram vàng trắng. Có 36 viên hộp xoàn từ 3 ly 1 cho đến 3 ly 2, nước đi VVS. Giá tiền của lắc tai số 16 là 5.150 đồng. Nhưng mà trong chương trình này, quý vị lúc nào cũng mua được giá rẻ, à, bớt cho quý vị 50%, chỉ còn là 2.450 đồng. 2.450 đồng cho cái này là 55% đó chú, hơn 50%. Hơn 55%. Cái lắc này chiều dài 6.5 inch nha quý vị, cái kiểu này là cái kiểu giống như Titanic vậy đó, hộp xoàn hết chung quanh luôn. Cái này mình đeo chung với cái đồng hồ Rolex cũng đẹp, mà đeo riêng những cái chị có nhiều chị tiệm nail đó đi làm đó. Có nhiều người có rất là nhiều hộp xoàn bự thì không có dám đeo. Hồi nãy trước khi chị lên đây cũng có anh chị đó nói cho em mua cái đồ nhỏ nhỏ để em đeo đi làm hàng ngày, thì đây là một trong những cái mà mình đeo cho có. À, thay vì mình mua đồ giả 1.000 mấy 2.000 cũng vậy thôi, bây giờ mình mua đồ thiệt mình đeo mình thích mình đổi lại cái bự, khi mình có tiền mình đổi bự cũng được. Thì đây là một cái lắc mà cái kiểu thay tennis, hộp xoàn hết chung quanh luôn, kiểu 4 chấu, dài 6.5 inch, nặng là 12.9 gram vàng trắng, thiết kế của Ý, có 36 viên hộp xoàn từ 3 ly 1 tới 3 ly 2, nước đi VVS. Nếu mà 3 ly 2 nước đi VVS là 185 đồng nha quý vị. Giá tiền của cái lắc tay số 16 là 5.150 đồng, nhưng trong chương trình Miley Diamond Show quý vị trả chỉ có 2.450 đồng cho lắc tai số 16. Chi tiết gọi về cho chú Tiến là 714-622-9573 cũng như là 714-903-8821. Đó là lắc tai số 16, 5.150 đồng. Bây giờ sale chỉ còn là 2.450 đồng. Bây giờ tiếp đến là số 17 thưa quý vị, là vòng tai 6 hộp xoàn. Vòng tai 6 hộp xoàn này nặng 19 gram vàng trắng, có 74 viên hộp xoàn 1 ly 6 đến 1 ly 8 và 6 viên hộp xoàn lớn, 6 viên hộp xoàn lớn từ 4 ly 1 đến 4 ly 2, nước Y VS. Giá tiền của vòng tai 6 hộp xoàn này là 5.115 đồng, nhưng mà bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 2.750 đồng cho vòng tai số 17. Đẹp không quý vị? Cái kiểu này của Italy, nhưng mà cái kiểu là Donut. À, nó cũng giống như những cái lắc tai vậy thôi. Cái kiểu này rất là đẹp, vỏ này rất là mới. Là bởi vì nó giống như nhiều lần vừa qua quý vị mua cái lắc đó, thì đây là cái vòng, cái kiểu Donut. Cái kiểu này Donut tròn chung quanh luôn. Thì cái vòng số 17 á là nặng 19 gram vàng trắng, cái này của Italy của Ý nha quý vị. Chung quanh những cái hộp xoàn mà bao gồm chính giữa đó, cái này nhận 4 ly rưỡi nhưng mà mình nhận 4 ly 2, 4 ly 1, 4 ly 2 để cho quý vị mua cái giá nó phải chăng. Cái vỏ này không là 2.500 rồi. Nói xin lỗi chứ cái vỏ này không là 2.500, đây là chương trình quảng cáo nha quý vị. Thì cái số 17 là 19 gram vàng trắng, có 74 viên hộp xoàn 1 ly 6 cho tới ly 8, 15 đồng viên, đúng không? 6 viên hộp xoàn 4 ly 1 tới 4 ly 2, nước EVVS đó, 4 ly 2 đó là 600, nước EVS cũng còn 500 nha quý vị. À, 4 ly 1 thì là 400. Mình coi như là cái vòng này là được 6 hộp, 4 viên 4 ly 2, 2 viên cuối cùng là 4 ly 1, giá tiền của số 17 5.115 đồng. Nhưng
Trong chương trình Miley Diamond Show ngày hôm nay, quý vị trả chỉ có 2.750 đồng cho vòng tay 67. Quý vị nhanh tay gọi về nha. Tiếng thấy là rất nhiều quý vị gọi về và đang có những cái hẹn ra, nên là ai gọi về thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho người đó để gọi lại cho quý vị, và sẽ ưu tiên cho người đó được mua trước. Ai trả tiền trước thì sẽ được mua trước, thưa quý vị. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 18 là lắc tay. Lắc tay số 18 dài 6.5 inch, về vàng là nặng 22.3 gram vàng trắng, 72 viên hộp xoàn 2 ly 2 và 6 viên hộp xoàn lớn từ 4 ly 4 đến 4 ly rưỡi nước đi VS. Giá tiền của lắc tay số 18 là 6.750 đồng, và bây giờ quý vị mua được giá đặc biệt chỉ còn là 3.450 đồng cho lắc tay số 18. Cái kiểu này em còn nhớ không? Cái kiểu này giống như đồ hiệu vậy đó. Thấy không? Cái đồ hiệu mà quý vị thường thấy là những cái quần áo mà màu vàng hay là màu xanh đọt chuối đó, cái này là mẫu hiệu. Thì mình đâu có đại diện, mình không có đại diện cho cái thương hiệu nào hết. Thứ nhất mình không muốn phiền. Thứ hai là mình không có đại diện, người ta không trả tiền quảng cáo, cho nên quý vị thấy cái lắc tay này là đồ hiệu. Nhưng mà ít khi cái lắc tay nào mà cái vàng nó dày mà nó đi xuống hết ở chung quanh nó ngoài sao luôn, kính hết luôn. Cho nên cái hàng này là hàng hiệu, cái lắc tay số 18 rất là đẹp quý vị. 4 ly 4 cho 4.5 ly nước đi VS, thì cái lắc tay này chiều dài 6.5 inch nhá. Có gồm có 22 viên hộp xoàn 2 ly 3. Lý do tại sao mà chúng tôi nói cái giá cao rồi sụp xuống không phải là như vậy. Nếu mà nói cao lên sụp xuống thì mình tự mình cho giá chứ đâu cần phải đọc rõ như vậy. Thì Miley giải thích một cách rất là đơn giản. Vàng hôm nay của Ý là 65 đồng. Nhưng mà tuy nhiên là trong chương trình này quý vị mua hồi tuần trước, Miley vẫn tính 60 đồng. Nhân lên cho 22.3 gram vàng trắng cho 60 đồng gram. Tiền vàng không là gần 1.500 rồi phải không ạ? Ngàn rưỡi tiền vàng, rồi có 72 viên hộp xoàn từ 2 ly cho tới 2 ly 4 là 20 đồng. Thường thường hộp xoàn hay là hộp xoàn thì họ tính theo cái giá như vậy. Thì 20 đồng viên mà có 72 viên nội tiền hộp xoàn không là 1.440. Rồi có 6 viên hộp xoàn từ 4 ly 4, 4 ly rưỡi. Nếu mà 4 ly rưỡi nước đi VVS là 950, nước Y VVS là 850, thì 4 ly 4 nó chính giữa nó có 6 hộp. Thường thường là Miley làm 4 hộp ở chính giữa là 4.5 ly, hai hộp hai bên là 4.4 ly. Thường thường không phải là mình không làm đúng như vậy. Thứ nhất là tiết kiệm tiền cho quý vị, dễ mua dễ bán. Thứ hai là nó đi đúng một cái nước đó, khi mà mình lựa một cái món đồ nào mình phải làm đúng nước, nó matching. Có nhiều khi nó vàng hơn chút hay là nó trắng hơn cái đó nữa thì mình không có cho nó vô chung được, thì nó phải đi cùng một nước của cùng nó, một cái quality của nó thì nó đúng với nó. Nó gồm có tại sao là Miley nói cái giá xong Miley sụp xuống là bởi vì chương trình này là chương trình quảng cáo có 102, thành thử ra cái thứ hai cũng không có giá này. Cho nên Miley giải thích một cách chi tiết để làm gì, để cho quý vị lấy giấy lấy viết xuống, gọi vô tiệm vàng khác hỏi cái giá cả nó bao nhiêu trước khi tới tiệm vàng Miley mua. Mà đã là mua rồi cũng được luôn, rồi đi cầm nguyên một cái lắc này hoặc là cái nhẫn gì đó của tiệm vàng Miley bán ra, đừng đưa receipt cho người ta coi, xong tới đó hỏi em muốn y chang vậy giá bao nhiêu đó, cho người ta cho biết rồi chắc chắn một điều mình có mua rẻ không rồi mình tiếp tục mua nữa, đúng không? Chính xác. Cho nên cái lắc tay này thiết kế của Ý, chiều dài 6.5 inch, nặng 22.3 gram vàng trắng, có 72 viên hộp xoàn 2 ly 2 và 6 viên hộp xoàn ở chính giữa là 4 ly 4 tới 4 ly rưỡi. Nước đi VS giá tiền là 6.750 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 3.450 đồng cho lắc tay số 18. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 19, và mọi chi tiết quý vị gọi về số phone chúng tôi đang có trên màn hình 7146229573, cũng như gọi về anh Minh 7149038821. Số 19 là vòng tay 12 viên hộp xoàn. Vòng tay này nặng 18.8 gram vàng trắng, có 12 viên hộp xoàn 5 ly 1 nước ép. Trong đó thì có là 6 viên VVS và 6 viên là VS. Giá tiền của vòng tay số 19, 12 viên hộp xoàn, giá 12.650 đồng, và bây giờ quý vị mua được nửa giá chỉ còn là 5.650 đồng cho vòng tay số 19. Cái vòng tay này số 19 5 ly 1 nước ép VVS 1 đó. Năm nước ép VVS 1 là giá tiền của nó là 1.350, VVS 2 cũng còn 1.250. Và 5 ly 1 nước ép VS1 là 1.050. Nhưng mà trong này anh Minh tính bộ đồng là 1.050 nhân lên cho 12 viên nha quý vị. Không, trong cái chương trình này mình tính có 950 thôi, được tiếng nhân cho 12. Còn ta bởi vì còn cái vàng nữa. Cái vàng là 18.8 gram vàng trắng, cái này thiết kế của Ý, 65 đồng gram nha quý vị.
Nhưng mà tuy nhiên là tuần rồi anh Minh vẫn tính 60 đồng gam, gồm 12 viên hộp xoàn 5 ly mốt, mỗi viên là 950 đồng. Mua lẻ là 1050, nhưng mà trong chương trình này chúng tôi tính có 950 thôi. VVS là vẫn là 1150, nhưng mà bổ đồng 950 nhân cho 12 viên. Bán rẻ mới giải thích kỹ như vậy, còn nếu mà nói trên trời dưới đất thì đâu cần giải thích đâu, đúng không ạ? 18.8 gram vàng, 65 đồng gam, tiền vàng không là gần ngàn hai rồi, cộng với là 950 nhân lên cho 12 viên, total của cái vòng này là 12.650 đồng. Nhưng chưa dừng ở đây, ngày hôm nay trong chương trình Miley đây mình show quý vị trả chỉ có 5.650 đồng cho vòng tay số 19. Nhanh tay gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573 hoặc gọi về anh Minh 714-903-8821. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 20 là một cái lắc tay. Lắc tay này dài 6.5 inch. Về vàng là nặng 15.8 gram vàng trắng, 12 viên hộp xoàn 3 ly 6 cho đến 3 ly 7, giá là 8.250, sale chỉ còn là 3.950 đồng. Quý vị đang nhìn trên màn hình đó là cái lắc tay số 20 thiết kế của Ý, bốn chấu rất là đơn giản nhưng mà nó to, nhìn đồ sộ lắm. Cái lắc tay này là 4 ly. Cái lắc tay này là 4 ly nhưng mà tuy nhiên là Miley nhận 3 ly 6, 3 ly 7 để thứ nhất là dễ bán, để cho quý vị dễ xài. Chúng tôi cũng trả tiền cho thợ nhiều lắm để dét cho cái ổ nó thành 4 ly rất là đẹp. Nhìn vẫn phải nói là nhìn giống là nhìn rất là đồ sộ mà hoành tráng luôn quý vị. 4 ly, cái này là 4 ly nhưng mà Miley nhận 3 ly 6, 3 ly 7 thì cái lắc tay số 20 chiều dài 6.5 inch, nặng 15.8 gram vàng trắng thiết kế của Ý, gồm có 12 viên hộp xoàn 3 ly 6 tới 3 ly 7. Ủa, cái này 20? Số 20, đúng rồi, 12 viên hộp xoàn từ 3 ly 6 đến 3 ly 7. Ủa? No, vậy là anh em đọc lộn rồi, cái này là tới 20, cái này là 36 hộp, phải không? Trong này ghi là 15 viên. 15.8 gram vàng trắng, 12 viên hộp xoàn 3 ly 6. 20 viên chắc ổng ghi lộn rồi. Đúng rồi. 12 viên hộp xoàn 3 ly 6 nè. Đúng không? Là 20 viên hộp xoàn nước đi VVS, là 12 viên nước đi VVS mà ổng viết gọn gàng. Tức là cái này là total là 32 viên, đúng không? Cái dây lắc số 20 là tổng cộng là 32 viên hộp xoàn 3 ly 6 cho tới 3 ly 7, gồm có 20 viên hộp xoàn nước đi VVS, 12 viên hộp xoàn nước đi VVS. Giá tiền của nó là 8.250 đồng. Ngày hôm nay chọn cái lắc tay số 20, quý vị trả chỉ có 3.950 đồng cho cái lắc tay số 20. Tức là cái lắc tay số 20 chiều dài 6.5 inch, gồm có 32 viên hộp xoàn 3 ly 6 tới 3 ly 7, 20 viên nước đi VVS, 12 viên nước đi VVS, 8.250 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 3.950 đồng cho lắc tay số 20. Chi tiết gọi về cho chú Tiến là 714-622-9573 hoặc 714-903-8821. Quý vị đang xem chương trình chúng tôi được phát hình trực tiếp trên làn sóng của đài truyền VNA TV và mỗi thứ ba hàng tuần từ 1:30 đến 3 giờ chiều, và chúng tôi cũng có phát lên trên YouTube. Quý vị có thể xem trực tiếp trên YouTube bằng cách gõ chữ là Miley Diamond Show, Miley Diamond Show, và lúc 3 giờ chiều chúng ta có thể xem lại trọn vẹn nguyên chương trình này. Chúng ta cũng vào YouTube để xem lại. Chúng ta sẽ gõ chữ là Miley Diamond Show 030320, Miley Diamond Show 030320 là show của thứ ba tuần này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với số 21 là bông tai. Bông tai 21 là bông tai vặn. Về vàng là nặng 4.7 gram vàng 18 vàng vàng, 4.7 gram vàng 18 vàng vàng, 16 viên hộp xoàn 2 ly 2 và 2 viên hộp xoàn lớn 5 ly 1 nước ép VS. Giá tiền của bông tai này là 2.700 đồng. Bây giờ quý vị mua sale 50% chỉ còn là 1.350 đồng cho bông tai số 21. Bông tai vặn đích, cái kiểu này là cái kiểu hoa mai bốn chấu, bốn cánh rất là đẹp. Bao gồm cái hộp chính giữa là 5 ly 1. Thì cái bông tai này là vặn nha quý vị, nặng 4.7 gram vàng 18. Cái vỏ này của Mỹ nha, của USA, tức là làm tại Mỹ. Miley nói rõ cho quý vị biết, cái nào của Hồng Kông, cái nào của Italy, thì cái này của Mỹ. Gồm có 4 cánh, cái này giống như bông mai, nặng 4.7 gram vàng 18. Gồm có 16 viên hộp xoàn 2 ly 2 cho 4 cái cánh hoa đó. Thì đặc biệt ở chính giữa là 2 viên hộp xoàn 5 ly 1 nước ép VS. Giá tiền của nó là, cái vỏ này không đó, tiệm vàng Miley bán 550.
2 viên hộp xoàn 51 nước ép VS giá tiền là 2.700. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.350 đồng cho bông tai số 21. Chi tiết gửi về cho Đức Tiến là 714-622-9573. Nếu mà quý vị nào mà sợ mua không kịp cái đôi bông tai này, quý vị gửi thẻ ngay qua lai thứ ba đó là 714-653-5207. Anh Minh sẽ nhận được cái thẻ của quý vị rồi chụp hình, làm receipt ngay cho, gửi ngay cho quý vị. Thì chúng tôi đi gửi, khi mà quý vị trả tiền xong thì chúng tôi đi, nếu mà kịp thì đi gửi trong ngày, tất cả khắp nơi trên toàn nước Mỹ, từ 2 tới 3 ngày, 72 tiếng là trễ nhất, sớm nhất là 2 ngày, trễ nhất là 3 ngày là quý vị nhận được những cái món hàng của quý vị. Số 21 bông tai 2.700, xe 1.350 đồng. Rồi, tiếp đến số 22. 22 là một bộ, là một bộ sao shipper trắng, bông tai, dây và mặt dây chuyền, thưa quý vị. Vàng là nặng 11.8 gram vàng trắng, 34 viên hộp xoàn từ 1 ly 3 cho đến 1 ly rưỡi. Mặt sao shipper, cái viên của nó là 14.5 ly và 2 viên sao shipper bông tai là 14 ly. Giá tiền cho trọn bộ số 22. Trọn bộ số 22 là 2.050 đồng. Và bây giờ quý vị mua bộ 22 sale chỉ còn là 1.050 đồng cho bộ số 22. Cái bông tai đó trong tiệm vàng Mali bán 650. Cái mặt dây chuyền đó là cái vỏ đó của Hồng Kông, hộp xoàn nhỏ trên rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị mua trọn bộ này được phi cái sợi dây đó, sợi dây chuyền Italy màu trắng. Thì trọn bộ số 22 là trọn bộ sao shipper màu trắng của Australia, rất là đẹp. Cái hình thù của nó là chiều vài dài 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 giống như giọt nước vậy quý vị, chứ không có tròn do. Rất là đẹp. Cái mẫu của cái đầu ở trên đó chú Tiến là xoắn như con sò. Còn cái pơ đó là cái chiều, tức là cái hộp giống như giọt nước vậy đó. Nó dài dài chứ nó không có tròn. Những cái chị mà những cái gương mặt mà tròn mình đeo cái dài móc câu này vô á, thì cái mặt mình nó dài ra, nó không có tròn do. Nhìn nó thanh tú hơn. Nó thanh tú hơn. Thì cái bộ này trọn bộ màu trắng. Pearl thì sao si của Australia là the best. Thì cái bông tai của nó cộng luôn mặt dây chuyền, ngày hôm nay quý vị được free mặt dây chuyền trong cái bộ này. Cái đôi bông không ở trong tiệm vàng Mali vẫn bán 650 đồng. Thì trọn bộ là 11.8 gram vàng trắng, gồm có 34 viên hộp xoàn từ 1 ly 3 cho tới 1 ly rưỡi. Và cái mặt sao si pơ, cái mặt không á, là 14 ly rưỡi. Và hai cái hộp đôi bông tai đó là 14 ly nha quý vị. Cái dây là free, không có tính tiền. Coi như là trọn bộ số 22 là 2.050 đồng, nhưng ngày hôm nay quý vị trả chỉ có trọn bộ cái màu trắng luôn đó, 22 chỉ có 1.050 đồng cho trọn bộ sao shipper số 22. Chi tiết gọi về cho chú Tiến là 714-622-9573 hoặc gọi về anh Minh 714-903-8821. Tiếp đến là cái bộ số 23 là sao shipper màu đen, tới từ Tahiti. Màu đen là Tahiti, cũng giống như Miley giải thích nhiều lần đó. Mình mua màu trắng của Úc, giống như mình mua đi hộp, mua hộp xoàn GIA vậy đó. Trọn bộ những ai mà đã từng mua hộp tròn trắng, mua pơ sau si pơ trắng nhiều, thì đây là một cái bộ màu đen. Cái này nó là Stark Earring, tức là ở ngoài sau là đẩy đít nha quý vị. Còn cái mặt dây chuyền nó giống như cái mặt trời vậy, rất là đẹp. Màu xanh xám, cái này gọi là màu peacock. Nếu mà ai biết chơi pơ thì cái màu này là mắc tiền nhất trong màu đen. Màu xanh peacock. Nếu mà màu đen xám á, thì cái hộp thường thôi, nhưng mà cái này là màu đen xanh rất là đẹp. Ban đêm quý vị đeo giống như là màu tím vậy, nó có rất là nhiều ánh tím. Thì trọn bộ màu đen đó là bông tai thì đẩy, mặt dây chuyền nặng 8.9 gram vàng 18. Cái mặt dây chuyền gồm có 22 viên hộp xoàn từ 1 ly 6 cho tới 1 ly 8. Hai cái hộp sao shipper đó, bông tai đó là 11 ly. Và cái mặt dây chuyền là 13 ly sao si mặt đen. Giá tiền của trọn bộ này là 1.415 đồng. Ngày mai trả như bây giờ quý vị mua được giá sale đặc biệt chỉ còn là 675 đồng. Đi vô thẳng tiệm vàng Mali, cái mặt không cũng mua 750, chứ đừng có nói là trọn bộ. Không. Trọn bộ sao shipper 23, 1.415 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ 675 đồng cho trọn bộ số 23. Rồi, tiếp đến là số 24. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 24 là một bộ bông tai kẹp và mặt dây chuyền. Về vàng là nặng 6.7 gram vàng trắng, 75 viên hộp xoàn từ 1 ly 8 cho đến 2 ly và 18 viên Blue Sapphire Gemstone. Wow, cái màu xanh đẹp quá không quý vị, rất là đẹp. Coi như giá tiền của cái bộ số 21 này là 2.050 đồng, nhưng mà bây giờ quý vị mua được giá sale trên 50% nha, chỉ còn là 950. 950 đồng cho trọn bộ Sapphire. Cái này là cái kiểu giống như là của Ấn Độ, không phải Ấn Độ,
nó sang hơn là gì ha? Cái này nó giống như mình cái chỗ Bombay nó gọi là Dubai, gì quên rồi, Dubai ha. Dubai. Vừa rồi đó là quý vị có một bộ đó. Quý vị thấy y chang cái mẫu này nè, Miley mua của mấy người Ấn Độ, nhưng mà cái kiểu này rất là sang. Cho nhiều cái khu du lịch, nó xin lỗi em chứ mấy cái khu du lịch mà chị từng đi ở Singapore, nó có một cái hotel mà có một cái hồ nước ở trên không á, ba cái hotel cộng lại cái hồ bơi á, thì chị vô trong đó, nó có kế cái bên casino, nó có một cái tiệm bán nữ trang rất là nhỏ, nhỏ hơn cái tiệm chị mà đồ cái khu du lịch mà cái nhẫn sapphire giống y chang như vậy thôi, đơn giản thôi, để 8.500. Bán tiền đô đó chứ không phải là nói tiền ấy nha. Có những bài ra thắng là mua đó. Là cái đó là khu du lịch chú Tiến. Yeah. Cho nên tất cả những cái mẫu mã mà nó xin lỗi quý vị chứ. Tại sao người ta thích, ở Việt Nam mình thích hàng sách từ Mỹ về. Thứ nhất là đồ đẹp, đồ thiệt mà giá phải chăng, điều kiện dễ dàng đối với tiệm vàng Mali. Khi mà tại sao ở Việt Nam thường gọi vô mua mà chúng tôi không xếp đi được là bởi vì thuế rất là mắc quý vị. Quý vị biết là một cái xe ở đây cũng như 100.000, về Việt Nam mua 350.000. Tiền thuế 300% chứ là 30%. Đó. Thành thử ra không, chúng tôi không có gửi, đa số là Miley có một cái thời gian là có rất là nhiều chị tiệm nail gia đình ở Việt Nam coi, ở Việt Nam người ta coi, xong rồi gọi qua đây mua rồi dồn lại, khi nào có ai về cái mang về, hoặc là cái người đó về Việt Nam thăm gia đình. Thì đây là một cái bộ mà vừa rồi quý vị thấy là chúng tôi có một bộ ruby, thì đây là sapphire. Rất là đẹp, rất là xinh. Thì những ai mà có ruby rồi thì đây là cái bộ sapphire rất là đẹp. Phải nói là tại vì Miley về, phải nói là năm nay Miley quyết định vô những cái hàng mới. Thì cái hàng này Miley cho nó rời đi, ra khỏi tiệm vàng Miley để gửi đến cho quý vị. Thì tất cả những cái mẫu mã này quý vị thấy đẹp không? Hầu như là cũng không có đụng vô những cái tiệm khác. Cái này trọn bộ nha. Đôi bông không ở trong tiệm, cô không có bán cái giá này. Cái này là trọn bộ, cái này là kẹp ở ngoài sau, này là kẹp đít thì đeo không có sợ đau, nó cũng giống như móc câu vậy thôi. Thì trọn bộ này nặng 6.7 gram vàng trắng, gồm có 75 viên hột xoàn từ ly 8 cho tới 2 ly. Cho những cái mẫu quý vị thấy, cho những cái hoa không, toàn là hột xoàn dính lên. Thì nó có 18 viên hột xoàn sapphire, xin lỗi, nó có 18 viên hột sapphire là màu xanh sapphire. Trọn bộ này là 2.050 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 950 đồng cho trọn bộ sapphire vàng trắng và hột xoàn, 950 đồng cho số 24 trọn bộ. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573 hoặc anh Minh 714-903-8821. Tiếp đến chúng ta đến với số 25 là bông tai. Bông tai 25 nặng 4.5 gram vàng trắng, 30 viên hộp xoàn 2 ly 2 nước EVS, giá 750. Bây giờ sale chỉ còn là 350 đồng cho bông tai số 25. Số 25 là bông tai cái kiểu đó gọi là húp đó quý vị, húp earring. Cũng to lắm, cái này cũng bằng bự hơn đồng 25 cent. Cái này lâu lắm rồi Miley không có lên mấy cái này, nhưng mà tuy nhiên là mỗi ngày để mỗi kiểu, với lại trong cái thời buổi trong cái mùa đó chú Tiến, trong cái mùa này là cái mùa đóng thuế nữa, Miley đóng thuế nhiều lắm, thì Miley cũng đây là tâm lý, với lại sau Tết á ai cũng là không có xài tiền, cho nên những cái mẫu này cái giá phải chăng để đem lên phục vụ cho quý vị. Thì bông tai này cái kiểu húp á, húp earring á, là cái này tròn bự hơn đồng 25 cent. Thì cái này đó là nặng 4.5 gram vàng trắng, cái này của Italy nha quý vị. Gồm có 30 viên hộp xoàn 2 ly 2 cho đôi bông, nước EVS 750 đồng. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 350 đồng cho bông tai số 25. Nãy giờ quý vị thấy Miley không có cười, không có được vui, nhiều khi nhìn lại, nhiều khi coi ấy, nhìn lại cái mặt của mình không được vui. Lý do là hồi nãy đang không có, đang hồi hộp bị confused. Đức Tiến tự nhiên cái nó đưa cái này vô mặt Miley làm cho Miley sợ từ bây giờ. Vô mặt hết rồi. Nó đưa cái người ta đang cháy nhà ở gần cái khu Little Sài Gòn, đang bị cháy nhà. Vậy hết rồi. Người ta đang like, cái nó đưa vô mặt cái làm mình confused, mình không biết đang cháy ở đâu, mình có hồi hộp nãy giờ. Tại vì con của chị đang đi học về, thành thử ra cũng đang hồi hộp, đó là vậy thôi. Dạ vâng. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đến với số 26 là nhẫn giọt nước. Thưa quý vị, về vàng là nặng 8.7 gram vàng trắng, có 6 viên hộp xoàn 2 ly 2, 19 viên hộp xoàn 2 ly 7 nước EVVS, và hộp lớn ở giữa là yellow
Trend 8.5 carat. Thưa quý vị, giá tiền của chiếc số 26 là 2.175 đồng. Bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 1.175 đồng cho chiếc nhẫn số 26. Nếu mà cái nhẫn này mà người ta vô tiệm chị mua nhẫn hộp xoàn vàng, em nhìn đi đẹp không? Giống y chang hộp xoàn vàng à. Chị mới đi thu gọn được cái những cái này giọt nước. Giọt nước. Tại vì chị rất là thích cái mẫu giọt nước. Tại em thấy chị có mặt dây chuyền rồi nhẫn giọt nước rất là nhiều. Cho hộp xoàn vàng, Miley cũng có cái mặt dây chuyền hộp giọt nước. Hồi nãy khoe với quý vị là 3 carat của GIA cũng 30 mấy ngàn, gần 40. GIA mà VS thôi nha. VVS chắc bữa nào Miley cũng đem lên khoe, quý vị ai mua được thì mua, còn không mua thì Miley lấy đó một của. Thì cái này một trong những giống như cái hộp xoàn vàng. Miley nghiên cứu những cái hộp xoàn vàng, mua rất là nhiều chỗ để coi cái nào nó giống, cái cắt nó giống, cái này gọi là diamond khách, nó giống như trang như hộp xoàn vàng. Nếu mà hộp xoàn vàng cái này 8 carat trên 400 ngàn đó quý vị, cái này rất là đẹp luôn. Miley cũng muốn lên đây để cho quý vị biết là mình có tiền thì mình đeo hộp xoàn vàng, còn mình không có tiền mình đeo cái này gọi là gemstone chứ không phải là game. Cái này là gemstone, tức là người Mỹ người ta gọi là hộp màu, đó là gemstone, tức là có hộp đá thật quý vị. Đây là hộp đá thật. Cái này người Trung Đông nó gọi là lionite. Nhưng mà cái người nó giống y chang, cái khách này đẹp lắm. Cái vỏ này không tiệm vàng Mali là bán 1.800 rồi. Cái hộp này á là 8 carat, mỗi ca như vậy là 50 đồng nha quý vị. Cái hộp này Miley cũng mua 375 đồng. Nhưng mà Miley muốn giới thiệu, muốn gửi đến cho quý vị mẫu mới, mẫu cũ đều có trong chương trình này hết. Để cho quý vị, ai mà mua được cái nhẫn này là hên đó. Mình đeo chơi 10 năm sau có tiền đổi lại cái hộp xoàn vàng. Không cần phải mua mấy trăm ngàn, mua cái hộp vài chục ngàn, mấy carat VS đeo cũng được rồi. Không cần phải mua VVS là mấy trăm ngàn. Cần tiền kẹt tiền mình bán được. Ít nhất ra mình cũng có cái mẫu, mình cũng có cái của. Cái này hoàn toàn giống y chang như hộp xoàn. Quý vị cứ đi thẳng tới tiệm vàng Miley, thấy đẹp thì mới trả tiền, không đẹp không cần mua. Là bởi vì đây là một cái hàng mà Miley muốn giới thiệu đến quý vị. Y chang như hộp xoàn, chị muốn để đeo luôn á. Nhưng mà thôi, không lẽ cái gì mình cũng để lại. Không lẽ cái gì Miley biết là thời buổi kinh tế bây giờ bỏ cái hộp xoàn mấy chục ngàn lên không dễ mua. Nhưng cái này rất là dễ mua. Cái vỏ không quý vị cũng mua 1.800 rồi. Thì cái nhẫn này thiết kế của Ý, Miley mới mua lại được của khách, người ta mua 1.800. Miley vô cái hộp xoàn vàng muốn gửi đến cho quý vị, để cho quý vị biết là mẫu mã trong tiệm vàng Miley đẹp như thế nào, đồ giá trị như thế nào và đồ rẻ làm sao. Cho nên cái chương trình này là chương trình quảng cáo. Thì cái nhẫn này là thiết kế của Ý, nặng 8.7 gram vàng trắng, có 6 viên hộp xoàn cho bên hai cái đai, đó là 2 ly 2, 19 viên 2 ly 7 trên mặt, các quý vị thấy đẹp không? Rồi cái hộp chính giữa nó gọi là gemstone, nghĩa là cái hộp lionite, người Mỹ gọi lionite. Nhưng mà nói tóm lại á, là những cái hộp mà màu xanh gọi là sapphire, màu đỏ gọi là ruby, rồi màu xanh lá cây gọi là emerald, thì cái này người ta đặt là lionite, mà Miley không biết làm sao mà người ta kêu bằng lionite. Bây giờ mình nói là yellow sapphire đi, thì nó cũng giống như những cái hộp màu của quý vị đang từng mua trong tiệm vàng Miley. Thì cái trọn cái nhẫn này, cái hộp này Miley mua 300 mấy đó, thì Miley muốn giới thiệu đến quý vị trọn cái nhẫn này là 2.175 đồng. Ngày hôm nay quý vị coi như là cái hộp này quý vị mua free đó. Cái hộp này free, Miley muốn giới thiệu quý vị. Cái vỏ này không Miley mua, của người ta mua 2.000, người ta mua trong tiệm Mỹ là 1.800, Miley mua cái vỏ này lại cho người ta 1.150 đồng. 25 đồng là tiền công nhận vô cái hộp. Coi như cái hộp này ngày hôm nay quý vị free của Miley là 375 đồng. Trọn cái nhẫn số 26 1.175 đồng cho cái nhẫn số 26. Rồi, số phone để quý vị gọi về là 714-622-9573 hoặc anh Minh 714-903-8821. Tiếp đến chúng ta đến với số 27, nhẫn nam, nhẫn đàn ông. Về vàng là nặng 12.6, gram vàng 18, vàng vàng 52 viên hộp xoàn 1 ly 3 cho tới 1 ly 6 nước EVS. Giá tiền của chiếc nhẫn số 27 này là 1.750 đồng. Và bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn là 995 đồng. Cái này 1.050 á, cái này nam thích lắm. Cái này thiết kế của Ý lạ lắm. Những ai mà đeo những cái mặt màu va đồ hay là radio đó, những cái mặt những cái mặt đồng hồ mà màu va đồ màu đen đó, thì chú Tiến đeo cái này rất là đẹp. Cái vỏ này là thiết kế của Ý. Cái này là chị mới mua vô. Nhưng mà tuy nhiên là muốn giới thiệu, tại vì hồi đó tới giờ cứ bán nhẫn Rolex rồi lại nhẫn Rolex, cho nên chị muốn cái lạ lạ, người ta hỏi rất là nhiều. Những cái anh mà hộp màu đen thì đây là nó gọi là garnet chú Tiến. Nó gọi là garnet, người Mỹ gọi là onyx garnet, thì cái này là màu đen quý vị, nó là garnet.
Nó giống như là y chang, cái mặt nó giống như cẩm thạch màu đen, nhưng mà cái này, cái loại này là cái đá, đá đen, nó là garnet nha quý vị. Thì cái mặn này là những nam giỏ của Italy, màu vàng, nặng 12.6 gram, vàng 18, có 52 viên hộp soạn ly 3 tới ly 6 cho cái vỏ, 1.750 đồng. Vàng này cũng là 65 đồng gram, cái này của Italy đó, cái mẫu này đẹp lắm. Nó cũng giống như cái dây, nó cũng dạng như là một Rolex vậy đó, nhưng mà nó là mặt vuông nha quý vị. 1.750 sale 995 đồng cho số 27. Rồi tiếp đến số 28. 28 là một chiếc nhẫn nam khác thưa quý vị. Chiếc nhẫn 28 nặng 13.5 gram vàng trắng, có 48 viên hộp xoàn 2 ly 2, 8 viên hộp xoàn 2 ly và đặc biệt một viên hộp xoàn lớn ở giữa là 5 ly 4 nước Y VS. Giá tiền của chiếc nhẫn nam số 28 là 3.750 đồng. Nhưng bây giờ quý vị mua được giá sale chỉ còn 1.950 đồng cho nhẫn số 28. Cái vỏ này hoành tráng lắm. Cái vỏ không á là quý vị đi chỗ khác mua cũng là 2.000 đồng rồi. Cộng luôn cái hộp 5 ly 4 chính giữa. Cái này đẹp lắm, cái này rất là hoành tráng. Nhưng mà nhìn vô nhiều nhiều mấy anh mà hay đi nhảy đầm hoặc là mấy ông chủ bự đó, không cần xài nhiều tiền, thay vì mình đi làm mình đeo cái nhẫn hột xoàn bự quá mấy chục ngàn cũng hơi hồi hộp, thấy không? Những cái khu mà không có an toàn nó hơi hồi hộp. Thì cái này nhìn vô đâu có giống như mua ngàn mấy cho tiệm vàng Mali. Chỉ có tiệm vàng Mali mới bán vậy thôi, chứ ai mà bán cái vỏ không là trên 2.000 rồi. Chọn cái nhẫn số 28 nhìn hoành tráng không chú Tiến? Cái hộp lớn ở giữa là 5 ly 4. 5 ly 4. Mà cái vỏ này là của Ý, nặng 13.5 gram vàng trắng, có 48 viên hộp xoàn 2 ly 2. Mỗi viên là 20 rồi. Cái vỏ không là 2.000. 8 viên hộp xoàn 2 ly cho hai bên hai cái đai. Đó, chính giữa là 5 ly 4 nước Y. Nếu mà VVS1 5 ly 4 nước Y VVS1 đó là 2.550. Cái giá tiền của cái nhẫn này là 3.750. Ngày hôm nay quý vị trả chỉ có 1.950 đồng cho trọn cái nhẫn số 28 của Italy. Rồi, tiếp đến là số 29, cái nhẫn 10 hộp xoàn 5.2 gram vàng 18, gồm có 10 viên hộp xoàn 3 ly 3 nước DVS 1.550, sale 750 đồng cho cái nhẫn số 29 vàng 18 cho hai hàng xoàn. Dạ, 29 là nhẫn 10 viên hộp xoàn gồm có hai hàng xoàn, về vàng là nặng 5.2 gram vàng 18, 10 viên hộp xoàn 3 ly 3 nước DVS, giá tiền là 1.550 đồng. Bây giờ nhẫn 29 sale chỉ còn 750 đồng cho nhẫn số 29. Rồi, hết cái cuối cùng là 30 cho cô Miley, đi hết cái số 30 luôn nha. 30 là cái nhẫn vàng 18 nặng 3.9. Cái phần cuối cùng là thường thường chúng tôi bán rẻ để cho quý vị đừng có rời khỏi làn sóng là như vậy. Cái vỏ là 3.9 gram vàng 18, có 6 viên hộp xoàn 2 ly cho cái vỏ. Chính giữa là 5 ly nước FVS 2.350, sale 1.150 đồng cho cái nhẫn cuối cùng số 30. 30 là chiếc nhẫn cuối cùng. Chiếc nhẫn này nặng 3.9 gram vàng 18, vàng vàng, 6 viên hộp xoàn 2 ly, đặc biệt một viên hộp xoàn lớn ở giữa là 5 ly nước FVS, giá 2.350 đồng. Bây giờ sale chỉ còn 1.150 đồng cho nhẫn số 30. Một lần nữa, mọi chi tiết mời quý vị gọi về trực tiếp với chị Mai Ly, số phone là 714-622-9573, 714-622-9573, hoặc gọi về anh Minh 714-903-8821. Cảm ơn Đức Tiến. Thì lần cuối thì cho Mai Ly xin kính chúc cho quý vị có một cuối tuần từ đây cho tới cuối tuần nhiều an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Quý vị yên tâm, không có cần phải lo lắng nhiều. Nghe nói Costco gom hết đồ rồi, bây giờ con chỉ cứ đòi đi Costco mà không rời, bận quá chưa chở được đi. Quý vị yên tâm, bác sĩ, tất cả những cái người ở Mỹ này, người ta lên người ta thông báo là quý vị yên tâm, không có điều gì hết trơn, mình cứ bình tĩnh. Nhà có bao gạo được rồi, mình nhường lại cho nhiều người khác mua. Bây giờ quý vị mua 10 bao, 2 tháng nữa không có gì hết, nó móc đi, thấy không? Đúng rồi. Cho nên mình là người Việt Nam. Em thấy Nhật Bản không, tất cả những cái người Nhật khi mà họ bị dòng Mai Linh xin trân trọng kính chào quý khách xa gần khắp nơi trên thế giới về thăm khu Lý Đô Sài Gòn. Mời quý vị viếng thăm tiệm vàng Mai Ly trong khu thương xá Phước Lộc Thọ. Cửa trước đi vào căn thứ hai nằm bên tay phải. Tiệm vàng Mai Ly có bác đủ các loại hộp xoàn, cẩm thạch, vàng chu hạt pearls và đồng hồ Rolex. Đến với tiệm vàng Mai Ly, quý khách sẽ được giá rẻ đặc biệt bất ngờ và nhiều quà tặng hấp dẫn. Mai Ly xin trân trọng kính chào quý khách xa gần khắp nơi trên thế giới về thăm khu Lý Đô Sài Gòn. Mời quý vị viếng thăm tiệm vàng Mai Ly trong khu thương xá Phước Lộc Thọ. Cửa trước đi vào căn thứ hai nằm bên tay phải. Tiệm vàng Mai Ly có bác đủ các loại hộp xoàn, cẩm thạch, vàng chu hạt pearl.